Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Hai tráng sĩ, xin cảm ơn. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Thiên đường ẩm thực. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Và xin cảm ơn nước mắm Color Man đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay vẫn là như cũ, vẫn là những món ăn ngon, những cô gái xinh đẹp, những chàng trai dễ thương. Và những món ăn của chúng tôi không chỉ là ăn để no mà còn lo cho sức khỏe nữa. Và chương trình với cái tiêu chí là luôn mang lại nhiều món ăn ngon, đẹp mắt, trình bày, hương vị thơm. Và đặc biệt là luôn có những tiếng cười xung quanh những món ăn. Vì sao thưa quý vị? Vì nụ cười là điều không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Và ngày hôm nay những điều tươi đẹp sẽ đến với chương trình bởi hai đội chơi ngay sau đây. Xin mời. Trời ơi, anh đi cá, anh đi cá, anh không biết nhung. Ôi ôi, cái nồi bên kia có vẻ mạnh mẽ quá vậy ta. Mấy con này nữa. Ghê không, nhìn như kỳ thủy vậy đó. Rồi, dừng lại nào, dừng lại nào, dừng lại nào. Thưa quý vị, tôi thấy thương những con này quá. Hả? Sao anh không nghĩ là tụi em mới là những người đáng thương? Em đè lên nó thì nó sức nào nữa. Bi heo mà. Bi heo mà. Thiệt luôn á. Hôm nay là có Lương Bích Hữu rất là đẹp, nhưng mà thưa quý vị là thông cảm là tại vì Hữu đang bị đau mắt, bị cay con mắt. Ngày hôm qua là dọn nhà một cách đầy đam mê nên bị cái dây kẽm á nó đụng vào cái giác mạc, nó búng vô mắt. Đúng rồi, nghe tả không thấy muốn nhóc nhóc mắt rồi. Đúng rồi, nó rất là nguy hiểm, mình bị chày. Bác sĩ nói là phải vào viện cấp cứu ngay, nhưng mà Hữu nói là vì em đã lỡ hẹn với chương trình rồi nên em tham gia xong em sẽ đi sau. Vỗ tay, hay quá Hữu ơi. Hôm nay có một đứa gái duy nhất mà nó còn đàng hoàng tử tế nữa. Đội mình thắng 3 vòng. Cho đội này nhất luôn, được mình đi về sau. Ok, xong. Về luôn, về luôn. Chúc mừng đội 3. Về luôn. Để chương trình hôm nay quay cho nó nhanh lên nè. Dạ thôi. Một đội chơi thôi, ít nói lại nha. Dạ, về cho nhanh. Dạ thôi, chắc xin phép mọi người tụi em đến đây. Ai làm vậy với ba người được không? Thưa các anh chị, làm ở mùa này là mùa thứ 6, mọi thứ đã thay đổi, kinh xếp cũng khác. Tôi không còn là ông Hoàng Hạnh Phúc nữa mà tôi đã trở thành tộc trưởng bộ tộc vui vẻ. Là nói câu nào cũng phải mắc cười. Áp lực không? Đi ăn, áp lực lắm. Anh ơi, nhưng mà em hỏi cái lúc mình đang ăn rồi anh nói tụi em cười rớt đồ ăn nó kỳ lắm. Không, không những là anh nói cười mà mọi người, tất cả mọi người mở miệng là phải mắc cười. Đúng lúc nha. Mắc cười chứ phải là nụ cười nha. Thì mắc cười mà. Nhìn bộ đồ dễ thương rồi. Mắc cười. Anh hưởng gì chung lớp đâu đâu đâu. Vậy thì kênh số 7 là có liên quan tới cái đường mà giác mạc. Nó dính gần cái não. Vậy thì kênh số 7 là sẽ bị cười hoài, là do là cái này không có nên control được. Bên tự nhiên cảm giác bất an khi chung đội ghê luôn á. Ủa, tự nhiên cảm giác bất an khi chung đội ghê luôn á. Thưa các chị thân mến, bây giờ phải có một sự khác biệt ở tập này. Tại vì ở đây là có ca sĩ nè, nhạc sĩ sản xuất âm nhạc nè, rapper nhiều nè. Bây giờ chúng ta cũng gọi là cũng gọi là theo thời tí nhé. Mỗi người sẽ giới thiệu bằng một cái đoạn rap nào đó. Căng gì anh? Wow. Cáo. Wow.
Nhưng mà anh cũng phải tìm hiểu chứ, có những người người ta không phải đúng thể loại đó, giống như em ở nhà em toàn biết dân ca với là nhạc trữ tình luôn, giờ anh bắt đọc rap khó quá. Thì thôi mình đọc thơ vè cũng được nè. Ừ thơ lục bát cũng được. Okay. Thơ sao, lục bát nè. Ví dụ như cái bài là ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, bắt đầu rap được. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Ồ giang giang giang. Dạ ok. Nút lưỡi rồi. Ok. Em sẽ cố gắng. Đâu là ai đầu tiên nào? Rồi thôi theo thứ tự về cân nặng đi ha. Rồi em. Rồi. Music. Hello. Make some noise. Vô chưa? Đặt. Let's sáu. Ra. Hey. A. Em đây là Nguyễn Hoàng Duy. Tên Huy gọi là Duy Heo. Thiên đường ẩm thực hôm nay quyết chờ quyết tâm đoán thật mới say. Yeah, 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 yeah. Tối thứ tư là lượt quần áo thật bóng bẩy. Anh đi xe thật nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay đưa bé đi ăn món gì đây. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy. Dáng vẻ anh tuy có hơi gầy nhưng lại biết cách hưởng thụ cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. Hey, hey, hey. Rap thứ thiệt, rap thứ thiệt, rap thứ thiệt. Ok, ok. Nếu đây là thiên đường thì anh sẽ nguyện làm thiên thần. Thiên thần. Món ăn ngon mà ai giành phần thì anh sẽ biến thành ác quỷ. Ác quỷ đây. Em tranh giành hay nhỉ, làm tâm trạng anh xô kiếp. Nếu em muốn sống tiếp thì xin em đừng có mà tạo nghiệp. À. Yo, yo. Mà làm được gì đâu, nói riết vô lỗ tai mà nó không nhức đầu. Tụi nó mà hát là tao muốn nhảy lầu, nhức đầu xích dầu vì cái đám trẻ trâu. Đã lớn xác không còn tuổi sự gì mà cứ bám áo mẹ đường đời không biết gì. Mình nói ra thế kỳ mà không có thì tụi nó lì, còn nhỏ mà không chuẩn bị thì làm sao lớn bước vào đời. Hay là mình tắt nhạc vậy? Cái gì đó. Hay là mình bỏ cái riff đi nha. Dạ, ngày xưa cái đoạn mà em đi học tới cái đoạn này nè à. Là đoạn đó em bị đau đầu. Xong rồi em xin nghỉ dài hạn. Thế là cái nhịp này trong trường em chưa có học. Rồi, đi đoạn bên đây là khởi nhịp. Tới Lưu Bích Hữu nè. Em trung hoa như là bông, như là hoa, như là em. Và em là em. Hết. Chị có biên luôn á. Dứt, dứt, dứt. Mày thích, có bông. Cái này gọi là staccato. Rồi, để anh viên cá nè. Một trang bóng tay cho anh viên cá nè. À, con nhà bóng tôi luôn. Ế, tôi họ Quách, tên Tuyên. Tên đầy đủ là Quách Ngọc Tuyên. Giang hồ hay gọi là vi cá. Đời đã tạo ra thằng vi cá này. Thằng con nít không chắc thích thích. Tính tình thì khá lầy. Quý vị vừa rồi là hai trường phái. Trường phái là rapper. Một trường phái. Trường phái là vè hò các kiểu. Đầy đủ thể loại. Nói chung miễn sao vui là được. Mà vui chưa? Chưa lắm, chưa vui lắm. Chưa ăn. Chưa vui mà phải vỗ tay cho anh em chúng ta cả. Phải cười này nhé, phải cười này nhé. Phải cười này nhé hả? Và để đáp lại cái tấm chân tình các bạn đã gửi những bài rap nó không vào vần điệu gì cả, thì chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một chủ đề mà nhiều người yêu thích. Đó chính là, đó là chủ đề về tôm. Wow. Tức nghĩa là gì? Thích luôn. Hôm nay mình ăn nhiều nhiều món về tôm. À, thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi có hai đội chơi là rất rành về âm nhạc, cả hai đội luôn. Nhạc sĩ, ca sĩ, rồi rapper, rồi sản xuất âm nhạc, diễn viên, rất là nhiều cái khía cạnh mà họ muốn chinh phục. Vì nghệ sĩ mà thưa quý vị, không ai muốn cứ làm mãi một việc là đọc rap hay là làm MC. Họ muốn làm nhiều ngành nghề để không phải là vì tham công tiếc việc hay tham tiền gì, thưa quý vị. Vì tự mình muốn bản thân mình mỗi ngày nó phải hay hơn. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng, tận hưởng, trải nghiệm những điều thú vị nhất của mùa này. Có những điều bất ngờ hoàn toàn mới sẽ xảy ra trong chương trình này. Đôi khi nó bất ngờ mà làm mình wow luôn. Căng gì anh? Có những bất ngờ làm mình wow. Chơi vui. Thậm chí đã có những nghệ sĩ đứng dậy bỏ về. Họ bỏ về không phải vì họ dừng chương trình, mà bỏ về vì sự hạnh phúc đó nó họ không nạp vô nổi. Ghê lắm. Ví dụ như hôm nay có người thằng Duy đang ngồi chơi, có bà xã tới bỏ về liền. Em thấy nó đủ đầy quá rồi. Đủ đầy rồi. Khoảnh khắc đó nó đủ đầy quá. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những món ăn đầu tiên. Thank you.
mở đầu của các món ăn về tôm hôm nay sẽ là tôm mũ ni nha. Nhìn sơ qua về hình dáng thì khá kỳ lạ, nhưng được cái là thịt rất ngọt và săn chắc. Ngọt và săn chắc như thế nào thì hãy thử ngay món đầu tiên, tôm mũ ni sốt Singapore nha. Tôm được chọn phải là tôm sống, tươi và ngon. Tươi cỡ như anh Nguyễn Hoàng Duy vậy đó. Ngoài ra, nguyên liệu tạo nên sốt Singapore cần phải có ớt chuông xanh đỏ, ớt sừng, cà chua và các gia vị cần thiết nha. Sốt đỏ Singapore được chế biến theo công thức riêng của nhà hàng. Đầu tiên, anh Bùi đầu bếp sẽ cắt hạt lựu, ớt chuông đỏ, xanh và cà chua. Bây giờ cần phải có hai bếp cùng lúc nha. Bếp thứ nhất cho tôm mũ ni đã được sơ chế, chiên ngập trong chảo dầu. Bếp thứ hai thì phi thơm tỏi trên dầu nóng. Cho một ít sốt sinh đảo sơ, cho thêm ớt chuông đỏ, ớt chuông xanh và cà chua vào. Xào đến khi nào hỗn hợp sền sệt như thế này là được. Nêm nếm gia vị nào. Vậy là đã xong chảo sốt Singapore thần thánh rồi. Lúc này thì tôm cũng đã chín đỏ. Cho ngay tôm ra dĩa và rưới lên sốt Singapore. Tôm không được nấu chung với sốt, cho nên thịt bên trong tôm vẫn giữ được độ ngọt và mùi đặc trưng của tôm mũ ni. Áo một lớp bên ngoài thịt tôm lại là nước sốt Singapore cay cay, thơm thơm, rất đặc biệt. Cắn ngay một miếng và cảm nhận thôi nào. Em tôm mũ ni lại xin chào quý khán giả để đến với món thứ hai, tôm mũ ni cháy tỏi. Nghe tên đã biết nguyên liệu chính của món ăn này là tôm mũ ni và tỏi rồi đúng không? Nhưng một nguyên liệu vô cùng quan trọng phải kể đến, đó chính là muối Maria. Muối đặc chế riêng của nhà hàng Maria được làm từ muối, bánh phồng tôm chiên giòn, tiêu, các loại gia vị cần thiết theo tỷ lệ hợp lý. Tất cả được đâm nhuyễn để tạo thành hỗn hợp này. Tôm mũ ni để nguyên con luôn, chiên trên dầu nóng. Liên tục rưới dầu sôi để con tôm được chín đều nha. Khi tôm vừa chín tới thì vớt tôm ra thôi. Anh Bùi cắt tỏi thật nhanh, nhanh còn hơn anh Hoàng rapper bắn rap nữa. Cắt xong anh ấy phi tỏi, anh băm tỏi, rồi cũng phi luôn. Đem tôm cho ra dĩa, rải tỏi phi lên, rồi sau cùng là rắc muối Maria lên trên nữa. Là đã hoàn thành món tôm mũ ni cháy tỏi rồi nha. Tôm chỉ vừa chín tới, nên thịt vẫn còn giữ được độ ngọt bên trong. Gạch tôm đỏ au, cộng thêm cái thơm của tỏi phi, vị mặn đậm đà nhưng rất đặc biệt của muối Maria thì đúng là quá hoàn hảo đi thôi. Hai món ăn về tôm mũ ni vừa rồi có vẻ đơn giản trong cách chế biến quá đúng không tộc trưởng? Vậy thì hãy bắt tay ngay vào làm món ăn. Có rất là nhiều công thức chế biến sau đây nha. Nguyên liệu chính là tôm mũ ni. Và hết rồi. Cách chế biến là đặt tôm mũ ni nướng trực tiếp trên lửa than. Vâng, món ăn phức tạp này có tên là tôm mũ ni nướng mọi ạ. Trở đều để tôm chín cả hai mặt. Anh Bùi đầu bếp sẽ hô biến một cái để con tôm được chín nhanh hơn nha. Hô biến. Tên tên. Tôm đã chín và đỏ như thế này đây. Tôm chín rồi thì cho ra dĩa. Cách ăn món cầu kỳ này thì cũng rất là cầu kỳ. Đó là ăn chung với muối tiêu chanh. Chỉ có nướng mọi như thế này mới không làm mất đi độ tươi ngon của tôm nha. Chấm nhẹ vào muối tiêu chanh và thưởng thức thôi. Món cuối cùng để chốt sổ cho đại tiệc tôm mũ ni, đó là món súp mũ ni bông súp lơ xanh. Nguyên liệu phải là tôm mũ ni và bông súp lơ xanh rồi. Tiếp đó là cà rốt, pudding kem và bột năng. Cà rốt cắt thành hạt lựu. Tôm mũ ni sau khi đem hấp cách thủy thì lấy phần thịt tôm ra cắt thành 4 phần, một cho tộc trưởng và 3 phần cho đội chơi chiến thắng. Còn đội thua thì rất tiếc không được ăn rồi. Nấu nước cho thật sôi thì cho cà rốt vào, sau đó cho 4 phần của tôm mũ ni vào nữa. Còn đây là bông súp lơ xanh đã được xoay nhuyễn. Khuấy đều tay nào. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn thôi. Cho pudding kem vào. Để tạo độ sền sệt cho món ăn này, cần phải có một ít bột năng pha với nước nha. Vậy là xong. Bây giờ cho ra chén thôi nào. Ta-da! Hai đầu tôm vẫn còn rất nhiều thịt và gạch thì cho lên trên ăn kèm luôn nha. Chén súp có chút bèo béo của pudding, ngọt thanh của tôm sú và tươi mát của súp lơ xanh. Cho ngay một muỗng vào miệng và tận hưởng thôi nào. Vậy là đã xong xếp đầu tiên tôm mũ ni này rồi. Đảm bảo không ngon không lấy tiền nha. Quá ngon. Dạ, hay là mình ăn luôn đi anh. Đây là một loại ở đâu ra? Đâu có đơn giản vậy. Và thưa quý vị, chỉ có một đội được ăn cùng với tôi, đó là đội chiến thắng. Đội còn lại
cay đắng ngậm ngùi. Nhìn đồ chiến thắng, cười chê. Và dĩ nhiên, trò chơi sau đây sẽ là một trò chơi đơn giản tuổi thơ ùa về, không có trí tuệ. Trò chơi sau đây, lợi thế thuộc về đội của chúng ta. Trời, không ai cho hai, không ai bây giờ. Tại vì trò chơi này nó thiên về sức khỏe hơn, sự nhanh nhẹn. Bên đây tuy nhanh nhẹn, nhưng hai bạn nữ còn lại, hai bạn còn lại không nhanh nhẹn bằng. Mình tuyên sao chống chọi nổi với ba người bên đây. Giả lại, nhỏ em gái tôi đang bị đau mắt nữa, lại bị khiếm thị nữa. Quan trọng là bên kia có tính đàn ông, người ta sẽ nhường cho bạn này. Phải ga lăng, phải nhường qua bên đây. Mà tuyệt vời. Trò chơi sau đây liên quan tới mắt nữa. Ôi dạ. Xong luôn, tính như xong luôn. Mời trò chơi. Kính thưa các anh chị, chúng ta đã từng có một tuổi thơ, không biết là buồn bã hay vui vẻ. Vui. Vui không? Khắc vui. Khắc nghiệt lắm anh ơi, tuổi thơ em khắc nghiệt. Khắc nghiệt quá hả? Dạ. Đã từng chơi trò chơi này chưa? Không anh. Em chơi nhảy dây không ạ? Có những cái không cần giới thiệu. Đúng quý vị, ngay sau đây là trò chơi chọi cầu. Chọi hay chưa? Hay vui nè. Tức là gì? Chúng ta có hai đội. Khi tiếng tụ và vang lên là bắt đầu mình chọi bên kia. Chọi trúng ai? Ví dụ tôi chọi, tôi bên đây và tôi chọi trúng Duy. Trúng, giả bộ trúng đi. Giả bộ trúng. Rồi, thì Duy sẽ bị bắt làm con tin bên đây. Rồi sau đó. Và sau đó bắt đầu chọi tiếp, làm lượt bên đây chọi. Thì ví dụ như mình bị mất rồi thì hai bạn còn lại ăn luôn phần của mình đi. À không, bên đây nếu chọi ngược lại, chọi trúng người nào đó thì người đó bị bắt con tin. À. Nhưng nếu chọi mà à, bị chụp, em chụp được, có nghĩa là em được cứu về. Cứ như vậy, khi nào một bên bắt hết bên kia thì thắng. Nếu vậy thì không chọi ba người này mà chọi vô cho Duy để Duy chụp thì sao? Thì Duy đi về đó. Chúng tôi vừa ví dụ, mong nghệ sĩ theo dõi. Này, trong trường hợp đối thủ mà chọi mình Rớt thì không, thì là mình bị bắt vậy kia. Còn mà mình chụp được là bắt họ luôn. Rồi, ok. Một người đại diện quán tôi xì. Bi heo ra đi, em, bi heo. Em đi. Cho em luôn, em hường nhất ở đây. Cho em luôn. Không thủy tốt của tặng. 3, 2, 1 Bi heo. Oh my god. Thấy chưa? Tăng mà. Ủa trò này mới chơi lần đầu phải không? 3, 2, 1 Nhỏ nấp đi, nấp đi. Đây nấp đi. Sao đơn giản vậy hổ? Trời quất cái mũi hơi là mũi thiệt đó cưng ơi. Lại đây. Rồi bây giờ hai bạn phải bảo vệ bạn này, không cho người ta chọi trúng. Thì bạn chọi chúng mình thì sao? Ai là người bự con nhất? Bỏ. Ai là người bự con nhất? Bỏ. Tiếng chi xác vậy? Đây nào? Chụp. Chụp bây giờ này còn cứu hữu và bắt quan luôn là xong rồi đó. Nè trả đây chứ, trả là làm được gì, làm gì được hai mạng xong được. Nè hoàng đây 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 hổ hổ trời ơi, trước mặt luôn. Hổ trời ơi, trước mặt luôn nè. Về qua kia, bỏ lại, bỏ cầu lại. Cụ có ai cứu em hả? Dễ dàng vậy. Dễ dàng ai bị không bắt? Hổ cứu hổ về. Nhốt kia lại. Rồi ok. Ui trời sao quý vậy? Ủa, Nguyễn kia già quá à. Đang đi nhảy đi. Nhốt lại, nhốt lại. Nhốt lại phía sau. Đến Nguyễn, nhốt lại phía sau.
chưa không được lên đây. Trời ơi, đó rồi, mép chụp được đi qua đây hữu dính rồi hữu. Giữ lại trời trốn luôn rồi. Hai bạn kia trốn. Mệt. Lên đây hỗ trợ cho. Không có thấy đường đâu mà trời. Nhớ đi, mệt. Nhốt Duy lại. Đứng kia làm gì? Tôi bắt. Chắc không trốn. Tôi còn con Tuyên này, nhớ vô Tuyên á. Có trốn đâu? Nhốt lại. Nghe em over chưa? Mệt. Còn một bạn nữa hả? Như vậy là đội chúng ta là một đội đàn ông, nhưng đã thua một đội vừa có đàn ông vừa có phụ nữ. Giờ cái gì vậy? Đúng tinh thần không? Dường thôi. Dường ở đầu mình thua rồi đó. Thì đúng tinh thần của tụi em đầu rồi. Tụi em không có ăn cơm lắm. Chơi mà. Bây giờ thông báo nè, đội này không phải nhường ra mà chơi dở nha. Thưa quý vị, trên sóng hình xin thông báo Thi, Bơ và Duy là chơi dở nha quý vị. Chơi dở chứ không phải là nhường nha. Nhấn mạnh hoài vậy. Mọi người có quyền nghĩ như thế nào nghĩ. Trong thâm tâm của ba đứa này nghĩ là tụi tôi những người gentleman. Đó là một lời biện minh. Nếu mà nói là giờ là mình chơi thì mình giờ dám cử một người để chơi với một người bên đây không? Trời. Lần này chơi thật. Ai? Ủa mà chơi cũng có được ăn đâu. Ai? Thi nhỏ con nhất cho Thi chơi. Rồi Tuyên ra chơi. Làm anh khó lắm phải đâu, chuyện đùa. Em nhỏ nhất đừng có tiếp xúc em hả? Hai bạn còn lại là đứng xem thôi ha. Đứng rồi. Xem thôi. Ủa chơi thiệt luôn hả? Chơi thiệt luôn. Đây. Thôi vậy xin sầm đi, còn cái cho em chọn trước. Rồi đó, trời ơi. Bây giờ mình chơi trong vòng này thôi nè, cho không. Nhanh. Rồi thoải mái. Cuộc chơi bắt đầu. Không được đứng trong phòng này đi. Trời ơi, trong này chơi sáng mai á. Ok. Quá mệt mỏi. Có vòng một. Dạ rồi, nhớ mà. Thôi, thấy là mày đi. Ê, đang chơi, ăn gian. Trong vòng đúng không? Tập phục khẩu phục chưa? Đội mình thật là hay. Tôi xin thông thông báo lại một lần nữa thưa quý vị, đội này chơi rất dở nha quý vị. Chơi rất dở nè, chơi rất tệ, gia đình sẽ ruồng rẫy các bạn ấy. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội. Làm anh khó lắm phải đâu, chuyện đùa. Rồi, chúng ta chờ đợi cái sự thèm thuồng, cái sự đói ăn của họ trên bàn ăn. Xin mời. Bây giờ, tất cả đã có chờ đợi đội thắng. Cái việc đầu tiên để làm cho đội thua phải đau đớn. Ê, mình con gái mình đang coi mình không anh, em chỉ đang em kiểm hàng thôi. Để mình mất mặt với hàng khác. Việc đầu tiên là mình nặng chanh, mọi người cũng nặng chanh nào. Nặng chanh mấy đứa, nặng chanh à. nặng giấm mà trời ơi, trời ơi, cái nước chanh nó nhiễu xuống á, cái muối tiêu nè, trời ơi, trời kỳ trời. Sao mùa nào em cũng bị dính với mấy cái nghiệp này vậy? Ok, sau khi nặng chanh xong đừng có bỏ miếng chanh. Đi tại sao lại bỏ miếng chanh? Sao em cảm thấy hơi xót ruột đấy nhỉ? Phải ăn thiệt á hả? Quang gì hả? Trời ơi. Những lúc tiếng súng đang tạm yên bên bờ suối văn, lấy nhân làng rừng khoe với nhau khi nào nở hoa. Giận quá. Mình có phải lấy nĩa mình quậy muối cho đều lên không? Cái cú của mình là cái cú này đã chết ở kia rồi. Thực ra là thưa quý vị, khi dùng ẩm thực á phải có những cái gọi là skill. Mình nặng miếng chanh xong rồi mình bỏ là mình sai. Bởi vì sao? Mình phải kích thích cái lưỡi mình trước khi mình ăn món. Bỏ miệng nhai. Mình kéo qua cái. Ôi trời. À, sạch lưỡi rồi. Cái nét này hơi kỳ nha. Đừng bắt nét rồi em nha. Sạch lưỡi rồi thì mình dùng món đầu tiên là nướng mồi. Để chi? Để cái gia vị khác nó không có dính vô cái món này, lát mình ăn sau. Mình phải ăn trước nướng mồi. Thôi
Giao điệu cũng đẹp nữa. Này là cứa tận tim gan. Anh nước đi. Ủa rồi không lẽ mình để bộ tộc phục vụ mình, tộc trưởng phục vụ mình hả? Dạ không có, tôi luôn là người ăn đầu tiên. Thử coi có độc không á. Đây. Giống như triều đình là thái giám phải ăn trước hoàng thượng á. Không thì ví dụ thôi. Mấy người thua hai ác khẩu lắm. Đây là chấm vào miếng muối tiêu nè. Chúng ta lưu ý đừng chấm mạnh vào phần muối và phần tiêu, chấm mạnh vào phần chanh. Để làm gì? Thì khẩu vị thôi. Để cho nó chua hơn. Cho nó chua khôi. Cho nó chua hơn. À, sau đó. Đời anh ngọt quá, anh chua nhiều vô. Cái lá gì? À trái ớt. Đồ nguyên trái luôn à. Wow. Con gì kêu rồi. Ủa sao ăn cay dữ vậy? Ngọt như ướp đường. Vậy hả? Mời Bi heo, con tôm bổ nhất phần nào, canxi nhiều. Bây giờ mình đụng vô đồ bạn lại nói nữa. Nè, nghe theo lời Trần Giang, chấm vô cái chỗ nào mà chanh nhiều nè. Đó. Nè, mình nhìn nhau một cái được không Hoàng? Thì là những người ăn chuyên nghiệp, chuyên tạo. Thôi mọi người cứ tác nghiệp đi. Cứ nha. Cái này là tốt nghiệp nè. Nghiệp rất tốt nha. Nghe chưa? Ăn chay à? Mình ăn heo thì mà anh. Nè, anh dặn trước nha, ba đứa nè. Dạ. Dòng này có thể các em kịp với được. Dạ. Nhưng dòng tiếp theo là phải thắng nha. Dạ. Dòng tiếp theo mà không thắng là sai lầm góc đời. Không phải cho em con cái vỏ tôm được không? Em mút mút bên ngoài thôi, em mút mút thôi. Bây giờ trước khi ăn tiếp thì chúng ta sẽ như thế này. Hãy chọn một phần quà. Hãy chọn con số 1, số 2 hoặc số 3. Tuyên nhường cho hai người đó. Chọn đi, chọn đi, chọn đi. Đại thua không được quyền chọn. Tuyên chọn đi. Hữu chọn đi. Hả? Rồi, hữu chọn. Số 2. Rồi. Số 2 sẽ được giữ lại để cuối chương trình các bạn khui quà. À, cuối chương trình mới biết hả? Được không vậy? Cái nào cao nhất giữ đó đúng không? Đúng rồi. Biết số 2 tôi nói ở gì không? Là vỏ tôm lát ăn xong bỏ mới đó. Rồi, bây giờ chúng ta dùng tiếp theo là cái món sốt ớt đi ha, sốt Singapore. Quang ơi. À không tiếc. Đứng lại đẩy vô không 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 Duyên ơi, mình thắng mà. Quang Quang tốt, cảm ơn anh. Đưa dễ dùm nào, vua phải phục vụ chứ, chỉ được kiếm ở đời mà. Thấy tội nghiệp mấy đó đó, cái bắt mới gì mình động tay động chân chịu thiệt luôn á. Đây đây mình sẽ sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Ông để vậy tôi tưởng con nguyên ba để vậy còn cái lỗ không hả? Ok. Đây. Tiếp tục chúng ta dùng muối tiêu nhẹ. Trời ơi, muối mì đó mọi người ơi. Đúng kìa. Cái bàn này không mấy triệu rồi đó. Ăn đồ đắt, đồ tươi, ngon không à. Bầu ơi, thường lấy biết con nó giòn. Tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà. Cái sốt không có gì gọi là cay nhiều, vừa vừa. Nhiều điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng nhau. Những lúc này mình quên câu đó đi. Người trong một nước là phải chia tôm đều. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ có. Đây nè, bây giờ thật sự ra mình ngồi mình ăn mà đội bạn ngồi nhìn cũng buồn. Giờ sao anh? Đây mình chơi trò chơi nhẹ. Cái gì vậy? Phi tiêu quá anh, không đát hả? Trời, đát là nghề của em. Ở đây có mấy món tôm? À, bố bố. Còn rồi đó. Bây giờ ai mà phóng được vào cái số nào có số 4 ở trong đó là được ăn. Mỗi người một. Wow. Ê, cái này là anh em tương tàn đó. Không có, ước gì tương tàn. Ba người đều có cơ hội ăn. Nè, vị trí nào có số 4 mà chúng ta phóng vào được thì được ăn. Ba hay một phóng. Ủa, ngồi đây phóng luôn hả anh? Ờ, ngồi đó, ngồi im đó. Chết tôi không, tôi sai nhất luôn. Bấm đi nào. Em nghĩ là thôi, coi như là em bỏ cái vòng đi. Rồi, tôi phóng giùm Duy. Chứ số 11. Giữa số 11 với số 10. Rồi, không được ăn. Không được ăn, thông cảm nha. Rồi, tiếp tục. Rồi, để bây giờ là thử thôi. Anh Bi lại đi. Em trước đi, em bắt đầu đẹp luôn nha. Bạn ơi, đang tán, đang tán. Hay quá em ơi. 14. 23. Ngồi chơi. 23.
hai ba vô. Con ngộ nè mấy lị, không dính luôn, không dính luôn, không dính luôn. Con ngộ ngồi chán xa là một cái bất lợi đó. Thôi bây giờ chúng ta dùng món tiếp theo là để tán cái miệng sạch để trước gà ok là ăn gì ăn cái món súp ăn không à. Súp cha súp Tom Mooney bông cải xanh. Súp người ta ăn cuối cùng dai ăn thứ ba. Không 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 hết 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 thứ ba lần đi đâu. Ba trời nó thơm lắm. Nghe đồn sáng thì chưa ăn sáng luôn đúng không? Chưa luôn, chưa ăn trưa. Ờ, đi làm hôm qua giờ nó có ăn cái gì đâu. Không dám ăn, nghe lời đồn chương trình này ăn ngon lắm. Cuối cùng nghiệp không là nghiệp. Trời ơi, đúng là những đồng nghiệp của tôi mà. Thưa quý vị, là cái súp rất là ngọt luôn. Còn cái súp nó béo mà ngọt nữa. Béo ngọt thơm, tôm giòn. Ủa nhưng mà cho em hỏi cái ví dụ như mà đội thua người ta đâu có được ăn đâu, mang dĩa ra làm chi vậy mọi người? Có cái để mình giải khuây á. Ngon quá. Sao? Xuất sắc, xuất sắc. Bây giờ chúng ta thử món cuối cùng là cái món tôm chay toi. Món này ngay gu tập trưởng rồi. Ngay gu hả? Ngay gu, béo quá. Nè, nè, nè. Nè, quà, 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 quà. Nè, 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 nè. Nè, quà, 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 quà. Nè, quà, 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 quà. Quà, 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 quà. Cái muối nó rớt kìa. Hứng cái muối đi. Thì, tịnh tâm. Tịnh tâm. Tịnh tâm mà việc tâm cắt cà biến, rốt. Tâm bất biến, tâm bất biến. À. Thịt nó giòn. Ú lạnh ha. Thịt tỏi cũng giòn thơm quá rồi. Nhìn vào là thấy hấp dẫn rồi. Mặt trên toàn là phủ những cái lớp mà gia vị đường, thì ngon. Muối, muối. Phải là đường. Muối, muối, muối marina gì đó ta? Trong này muối có phô mai ta. Đây nè, đây nè. Những cái tỏi mà người ta làm đó, nó thơm. Nó thơm mà một cái vị tinh tế luôn á. Thơm tinh tế luôn hả? Thì không á, muối thì áp vô cái thịt tôm. Trời ơi. Đơn ăn đơn cảm thấy sao? Đơn ăn đơn cảm thấy hả? Cuộc đời này thật thiệt là đáng sống. Ú lạnh à. Còn đội bên này đang cảm thấy đầu bàn thiệt là đáng sợ. Trời ơi, miếng tôm nó dai. Ủa hình như anh có gặp mẹ một lần đúng không? Dạ có. Mẹ em tên gì? Mẹ em tên Tuyền. Cô Tuyền ơi. Con thương em lắm. Biết em nó cả chục năm trong nghề. Từ những ngày đầu mà em nói sáng tác những bài hit cho các ca sĩ, ví dụ Đu Thịnh rồi này nọ, em nói hôm nay càng ngày càng nhạt nhòa thưa cô Tuyền. Cái gì vậy? Con thay mặt toàn thể quý vị anh chị tại chương trình này gửi tới cô Tuyền một lời chân thành sâu sắc, và cũng không dám nói gì thêm nữa ngoài việc là từ nay con sẽ không nói chuyện với em nữa nữa cho tới khi em nó chiến thắng. Nhưng nếu vòng 2 nói em mới thắng thì con sẽ nói chuyện lại với cô Tuyền. Cảm ơn cô và gia đình đã theo dõi. Mong cô Tuyền đừng tắt TV. Trời ơi, nói vậy thôi chứ má em tháng nào không gửi tôm cua vô cho em ăn hết trơn á. Dạ. Thương lắm. Mình xin nói cái này nha. Dạ. Khi mà lấy ra nguyên một miếng như vậy á, xong chấm một cái á, thấy không chấm ngon hơn luôn á. Tại vì cái gia vị ở trên này. Gì? Dạ sao vậy? Không hỏi thiệt mà. Thôi đừng hỏi lên mẹ. Tại vì hình như anh Giang còn có gặp mẹ Hữu trong một lần rồi đúng không? Dạ thưa cô Lan. Hả? Dạ. Em thôi, nó không có tên lắm. Mẹ tên gì? Dạ không biết, không dạ, nói được. Dạ không biết. Dạ thương má của Hữu. Dạ thương má của Hữu. Bé nó vừa nói một cái điều mà ở đây ai cũng biết cả. Tại vì tôm này cháy tỏm với muối, gia vị ra làm sẵn rồi. Nó còn đem chấm nữa. Sau đó nó kêu, dạ không ngon vì mặn. Dạ. Không có mặn luôn, cái vị này là không có mặn. Cái này cực kỳ vừa miệng. Ăn vô là thấy béo béo nè. Rồi nó... Dạ thưa cô, bé nó vẫn chưa hiểu câu chuyện vừa nói. Ti, sao ngồi im vậy cưng? Em đang giết thời gian đây thôi. Đằng em khắc rau củ quả nè, nó điêu khắc luôn nè anh. Hồi nãy giờ Hữu, hồi nãy lúc mới vô chương trình Hữu hỏi câu, hỏi anh câu về em mà anh không trả lời, anh không dám trả lời. Hữu nói là anh Giang, bạn ấy theo chân mày ở đâu. Anh đâu dám trả lời, anh đâu dám trả lời. Đại Trang, liên hệ với Đại Trang, vợ của mày đi nha. À, thì ra là vậy. Thiệt, ờ không, được cái là vợ em đáng yêu lắm. Cứ anh chị em nào mà trong giới mà cứ mà có chân mày mà muốn làm đẹp là qua vợ em làm miễn phí cho. Đại Trang. Thiệt đúng hả? Thiệt, đáng yêu lắm. Hay quá. Ê, để tôi kể câu chuyện, bữa nào mời anh Chí Tài qua làm được không? Không, kể thiệt quý vị. Tôi với Chí Tài có những cái câu chuyện kỷ niệm. Đi làm chân mày. Yeah. Có một cái chỗ anh Tài thích em làm miễn phí. Anh Tài thì thích làm miễn phí lắm. Vô, ngủ. Mở mắt ra. Đậm quá, nó bự quá. Như một con trâu đó.
Sao nó có sữa và sữa không thành công nha. Anh mình bàn giảm thịt miếng được không? Anh Tài coi lại số này, anh Tài hận mình xong đó lắm anh Tài. Nhưng mà hận anh Giang nhất thì anh Giang đạo hơn. Tụi bên với Tài là những người anh em gia đình. Và ngày hôm nay chúng ta cũng có những người anh em trong gia đình, hàng xóm đang ngồi nhìn chúng ta ăn nãy giờ cũng nhiều rồi. Bây giờ chúng ta không thể tiếp tục nỗi đau của họ nữa thưa quý vị. Bây giờ là vòng 2 với những món ăn cực kỳ đỉnh cao. Xin mời. Thưa quý vị, vòng 1 thì đội của Lưu Vĩnh Hữu đã thắng và ăn rất là ngon miệng. Những con tôm bún đi rất là ngon từ vùng biển xa bờ xa lắc. Còn bây giờ là những món gì đây đỉnh cao sẽ xuất hiện. Xin mời. Cho tôi hỏi, các món ăn làm từ tôm bún đi có ngon không vậy đội chiến thắng? Ngon. Kể cả kia thấy ngon đúng không? Ăn đâu mà ăn đâu mà biết. Cũng công anh vui đầu bếp trổ tài rồi. Vì đã được khen ngon, đó là nguồn khích lệ lớn cho anh đầu bếp. Nên anh ấy sẽ chơi lớn, mời hẳn tộc trưởng và mọi người tôm hùm Alaska này luôn nha. Hôm nay, anh vui sẽ lựa hẳn con tôm hùm bự chà bá lửa này để làm món tôm hùm Alaska sốt chanh dây nha. Nhân vật chính của chúng ta đang nằm ngoe ngoẩy mấy cái ngoe để chờ đợi được lên mâm đây. Trước mắt phải chuẩn bị sốt chanh dây đã nào. Cắt đôi chanh dây, tách lấy hạt, thơm thì băm nhuyễn, thái lựu hành tây, chảo đã nóng thì cho bơ vào, đợi cho tan chảy thì cho hành tây đã thái nhỏ lên. Tiếp đến là thơm, chanh dây, cho thêm một ít mật ong nha, đảo đều và nêm nếm ít muối để cân bằng lại vị chua ngọt của các nguyên liệu trước. Chuẩn bị một cái chảo lớn, thả con tôm hùm Alaska vào, lấy tôm ra và đổ nước sốt chanh dây lên là xong rồi đó. Thịt tôm hùm thì sang chảnh khỏi phải nói rồi đúng không? Quyện chung với nước sốt chanh dây chua chua, ngọt ngọt thì hết sảy rồi đây. Chuẩn bị khai tiệc để chén sạch con tôm khổng lồ này thôi. Rồi, chưa kịp thử thì anh vui đầu bếp đã gói lại và đem lên phim trường mất tiêu rồi. Một món ngon như thế này mà không được thử qua thì còn đau hơn là dầm trong tim luôn đó. Trời đất xin ơi, chiêm ngưỡng dung nhan của bạn đọc em từ bên ông cái giọng nó hu hu hu. Và dĩ nhiên thì sẽ có 4 con tất cả. Anh con, ba đứa, mỗi đứa con. Ủa, đâu phải bị thách đâu. Chưa chắc. Như đã nói, ở vòng 1 trò chơi lại tiếp tục. Lợi thế nghiêng với các bạn. Chắc tụi tôi tên mình mới thua. Lại là những trò chơi thuộc về tuổi thơ dữ dội. Xin mời. Chúng ta thấy Lưu Vĩnh Hữu đã đổi đôi giày khác. Thôi nè, sai đó con, chấp nhận. Tinh thần là vui nha. Bây giờ chúng ta có luật chơi như sau. Hai đội phải nhảy bao bố. Và khi nhảy thì cầm vật dụng để treo vào cái giá của chúng tôi. Sau khi treo xong, cái đầu tiên lập tức chạy về cởi bao bố đưa cho đồng đội theo. Lại làm công việc như cũ. Và nên nhớ phải là hàng ngang, hàng dọc hoặc hàng chéo. Đội nào hoàn thành trước, đội đó chiến thắng. Đây là gọi chơi giống như cờ cà rô vậy đó. Rồi à. Mời đầu tiên. Mỗi đội có một loại vật dụng. Đầu tiên ai và ba bố chuẩn bị. Rồi con xếp hàng đi ha. Tuyên là người chinh chiến trước nha. Không cần xếp hàng gì cả. 3, 2, 1. Vô. Vô. Ủa cái nào? Ủa còn còn cái cầm đó nữa đúng không? Cầm đi. Chơi 5 lượt. Ủa hả? Chơi 5 lượt hả? Còn cái gì đó không đúng ở đây vậy sao á? Chúng ta chơi 5 lượt. Hả? Ủa? Chơi 5 lượt hả? Còn cái gì đó không đúng ở đây vậy sao á? Cái gì 5 lượt? 1-0. 5 lượt, đợi được tháng 3 chiến thắng. Tổng trưởng ơi, bạn em bị tụt huyết áp. Lượt đầu tiên chúng ta lấy
đây, quà rapper đã hoàn thành một hàng dọc. Mình thắng 1-0, nhưng chúng tôi chơi 5 lượt lận. Ok. Chơi tennis đó mà, mình thắng 3 lần liên tiếp là được. Đúng rồi. Chúng ta không được bằng trước à, bằng da đội ta. Không bằng à, hả? Lượt thứ 2, bài bồng cô. Hả? Đâu rồi? Thôi, hay quá đội ơi. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Dẫn chỗ ngủ hả? À? Gì? Dẫn chỗ ngủ. Ôi đâu mà còn hết rồi. Dạ. Go go go. Vô luôn kìa. Sao phải phải kìa phải kìa. Vậy. Rồi, bây giờ lượt này đội nào đội Duy mà thắng là thắng luôn nha. Đúng rồi. Phải 2-1 cho hấp dẫn với Tiên hả? Go! Go! Em cầm lấy Tiên. Đây đây. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tiên. Rồi, ok. Cố lên, cố lên, đội mình cố lên. 2-1 rồi, 2-1 rồi. Cố lên, cố lên. Ôi, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Mình lấy cái kia qua hổ rồi mình lấy cái này qua hổ này đi qua để dưới đây nè. Ủa đâu được á, ủa đâu được á, ủa đâu được á, đâu rồi thắng rồi, đổi một lần à, đổi một lần chứ kệ người ta, đổi một lần à, người ta ăn gái đẹp muốn làm gì làm. Đúng rồi. 2-1 à, bây giờ hai đều mới hấp dẫn nè. Gì mà con tôm hùm mạnh em tàn sát nhau. 2-1 nha. Anh em đi trước, anh em bảo vệ. Hey, dân dân. Em lấy cái cho mắt tập trường thôi. Hay quá, hay quá. Cái đầu luôn, cái đầu luôn. Hay quá, hai đều rồi, hai đều rồi, hai đều rồi. Ê, ê. Trời ơi. Không có chơi chen nè. Đâu có chen đâu. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Trời ơi, không kịp rồi. Rồi, như vậy là 3-1. Và vì người ta là con gái, người ta không có nhanh nhẹn như đàn ông được. Đàn ông thì đâu mà nhanh nhẹn quá. Gái người ta. Nhưng mà dù sao mình cũng thắng. Nhưng mà anh cũng của anh. Phụ nữ người ta không nhanh nhẹn nhưng mà người ta mưu mẹo quá. Chơi gọn gàng qua show nữa chứ. Show đâu mà show. Em thôi. Lo cho anh, anh cao quá. Nói gì nữa, đội chúng ta thắng cuộc, bước vào đại tiệc, xin mời. Wow. Ủa em đang thắc mắc tại sao phải double cuộc tình nó như vậy hả? Giữ nóng em. À giữ nóng thôi chứ không phải là lừa. Nhưng mà em điều bất ngờ hơn là mở ra không hề có tôm luôn á. Trời quại. Không phải có tôm. Không đến nỗi vậy đâu. Chắc mấy tôm đất quá à. Ê, thấy có rau rồi kìa. Hãy tin tưởng vào thơm, thơm rồi đó. Chương trình của mình. Ôi nghe cái mùi không? Em tin vô anh bếp vui. Bếp vui sẽ không gạt em đâu. Em gái chị Google cũng sẽ không gạt em đâu. Ui, ở dưới có trời, cái lá dứa ra với tâm thẻ. Không mà khóc luôn á. Wow, chưa gì được. Bao nhiêu công sức của tụi em đó. Đội em đoàn kết đó. Hai lớp lận. Hai lớp hả ta? À, điện lít mình rồi mà anh. À, điện lít mình rồi mà anh. Ôi trời ơi. Ủa? Ủa? Ờ. Ồ. Ồ. Có gì không đúng ở đây hay sao á? Sai sai nha. Anh vui đâu. Lại. Ủa? Cái gì mà có, cái gì mà cái đầu bạn không bạn. Mà không. Ủa? Có dọn. Cái gì đây? Chuối, lá chuối. À lá chuối làm gì hả? Không biết, cuốn cuốn gì. Ủa này quảng nhiều, cáo nhiều nó cái nằm ở trong á, mình chắc lót để ăn á. Hồi nãy trên video clip là thấy nó còn nhúc nhích mà. Thì ăn thử đó. Thì chúng tôi vừa nhận được một thông tin là cái bạn mà chở cái tôm ở bên nhà hàng qua đó là đang bị kẹt xe tại ngã tư
Ăn xương hả? Tao hướng dẫn. Tao hướng dẫn. Trời ơi, tao sướng. Tao sướng. Để hướng dẫn, bà không qua kịp thì chương trình hiện tại là ra cái nhà hàng hải sản đối diện mua một tô. Chương trình có cơ cấu ưu tiên cho đội người đẹp. Bên đội em biết bao nhiêu cố gắng mà giờ còn có nhiêu đây, còn có cái que không hả? Y hệt như mấy cái chương trình quảng cáo về mì tô. Cái que gì kỳ vậy? Đó, quảng cáo mì tô đó. Rất là khó ăn luôn đó. Phải công bằng cho em đi. Có một con thôi đó, có một con thôi đó, rất là khỏi ăn luôn á. Thôi em là cố gắng nhất đầu á. Ủa đi. Trong video clip hả? Cái kèm mình nhìn lại clip, bật lại clip coi. Thôi cái càng của nó coi, bật ngay cái càng á. Cái vòng 1 vừa rồi em không nói gì cả. Thật ra là để em giữ sức trong vòng 2. Ừ. Nhưng mà như thế này thì thật sự ra quá là bất công. Em dỗi. Sao anh bỏ tay em ra. Em dỗi. Có nhiều gì ăn ít nhiêu đi. Chạy. Thật ra là tại vì chúng ta không ngừng chương trình quay được. Tại vì nếu ngừng thì cái tiến độ làm việc nó không đáp ứng. Tại vì cái bạn đó bị kẹt xe ngã tư Phú Nhuận thiệt. Lỗi bạn giao tôm. Thì nửa tiếng trước chúng tôi gọi thì bạn ấy báo kẹt xe ngã tư Phú Nhuận. Thì vừa rồi chúng tôi gọi lại bạn ấy là em xin lỗi nè em lộn, em đang ở ngã tư Thủ Đức. Trường tiền shipper thiệt á. Này kẹt xe mà con tôm còn thiếu càng cơ. Lát gọi cái nào nói đang nghe nằm chuồng chó luôn á. Đây nè, cái càng gì mà càng phát nè. Càng của người ta trong video clip là càng chính hiệu, càng chính hãng. Mẹ ơi. Thôi dùng đi. Mẹ ơi, các con ơi. Cô Tuyền ơi. Ba đi làm cực khổ vậy đó. Con đi làm cực vậy đó mẹ. Thôi dùng đi. Trời ơi. Cuộc đời nó vậy đó quý vị. Ăn xà lách. Có gặp bất công luôn. Có những người người ta cố gắng từ A cho tới A mà bây giờ đó. Nè, nãy giờ nghe nói tụt huyết áp gì tùm lum kìa, ăn đi. Để anh chia ra chứ, phải chia cho đập thấy đều. Thấy kết quả không còn miếng máu luôn, chứ đừng dạ, ăn. Dạ thôi được rồi anh, dạ em bị cô không cần đâu. Tụ trưởng ăn trước đi. Ờ quên, anh phải ăn trước cho mình. Đúng mà. Tụ trưởng ăn trước đi. Nói làm thiệt đó ba. Ngon nè. Ngon á. Trời ơi, cái triều đình gì mà con thái giám kỳ cục vậy trời ơi. Đó, trời. Anh mình nói còn cái đầu cái đuôi mấy đứa em nè. Cái đuôi. Ăn được không? Giữ vững quan điểm. Kinh lão bác thọ. Ê, tôm rất là giòn nha. Giòn. Sốt thơm ngọt nha. Em rồi. Ô. Ngồi ở đây là cũng có ít nhất là 3-4 người bố, cũng nè, có con rồi. Rau là rau trồng ở Đà Lạt luôn nè. Em ăn là em thấy có con sâu ở trong đó luôn. Có đó hương vị tâm hợp vô không vậy? Tôi ba đứa con trai rồi. Vượt bao nhiêu thử thách mà thành quả được nhiêu đây rồi. Tôi nói nhìn ba cái clip này tôi đâu đoán quánh giá ba nó làm sao. Thì đó, cứ càng ba khứa thì mỗi đứa một khứa. Nhưng thôi em nói này. Về sao giàu được? Em sao? Nghe em nói này, thôi. Là này á. Ừ. Chắc liêm sỉ đâu. Ai mày nói thì cũng hả? Em nói thiệt mà. Nãy giờ tao dỗ chứ coi bồi dưỡng mà không ai nói gì trơn á. Nhưng mà anh có đổi không? Có. Ừ thì thôi. Sao đợi mình thấy sao hãnh diện đi. Anh đi. Anh ăn rau. Anh vẫn giữ quan điểm. Anh là một người dạo gần đây sống healthy lắm. Vậy thì dùng ba mình về luôn đi, mình healthy luôn. Không, em lỡ ký hợp đồng với chương trình em phải quay hết chứ. À. Còn cái chuyện ăn yêu uống thì thực ra có ăn nó vẫn vui hơn chứ anh. Dạ. Ngon. Nào, ủa mình thua có đáng đồng tiền không thầy? Thôi nhưng mà thật ra thì bây giờ á, đầu bếp đã mất công nấu cho mình một món này rồi. Thì chẳng lẽ bây giờ mình không thử nếm một tí để xem hương vị thật sự nó như thế nào? Rồi, to chơi thôi. Rồi, to ăn tôm thế nào? Hả? Dạ, cái vừa rồi cũng là nó chơi luôn á. Hả? Anh tuyết tụi em quá. Có nhiều cái lật bất ngờ quá. Bất ngờ ha, chương trình này bất ngờ ha. Ủa vậy là cuối cùng vòng này là ăn bánh tráng hay là gì mọi người? Lật quá vậy. Không được gọi đỡ bánh phồng tôm lên cũng được, không sao đâu. Thưa quý vị, là vòng này chúng tôi sẽ ngồi trò chuyện tâm tình cho vui và nói về điện ảnh, âm nhạc và cuộc sống thời trang rồi này nọ. À, dạ rồi, ok. Chứ không, vòng này là thật sự ra là tôm nó không tới kịp mọi người ạ. À. Dạ, tôm nó đi tới không kịp, nó xa xôi quá. Thôi bây giờ hát bài nào đi. Duy hát bài gì? Duy hiện tại là đang quay lại làm ca sĩ nha mọi người. Có không anh? Thấy báo đăng. Dạ. Hay ở trường Thế Vinh đó anh. Nếu mà trong cái tình cảnh này, em nghĩ sẽ hát một cái bài phù hợp. Buồn thiệt buồn. Đúng rồi. Não thịt não. Đúng rồi. Nề thịt nề. Hứa hẳn nhiều, hứa hẳn nhiều. Ây da. Vô. Hai tay anh bưng rau sạch rất đau. Tôm ơi, tôm giờ ở đâu? Tèo. Vô dạ, bạn. Vâng, vừa rồi là không vui quý vị ạ. Anh ơi, bây giờ ăn cũng không cho ăn thì sức đâu mà hát. Ây da.
Không, mà tại sao lại có một cái vòng mà nó dành cho ba người này mà rất là hợp lý như vậy hả? Mà 6 mùa rồi chưa bao giờ xảy ra cái trường hợp này luôn á anh. Chưa bao giờ luôn. Thì nghiệp. Cái đó là do cái sự ăn ở của mình đã tích tụ nhiều năm á. Bây giờ hiện tại á là giờ đang có một cái xu hướng là mọi người rất là thích về rap. Bây giờ chúng ta sẽ, riêng vòng này chúng ta không ăn nữa mà bàn về rap tí nè. Ở đây có rapper chuyên nghiệp nè. Bây giờ em hãy nói về cái việc mà mọi người đang rất là ưa chuộng rap. Là nguyên nhân đến từ đâu và lý do là như thế nào? Và cái câu chuyện là câu chuyện gì anh cũng không rành về rap. Thật. Nhưng mà nghe rất là thích, là vui tai, dễ thương. Ờ, đúng em, như... Hoàng Xuyên cắt lời cái. Em là dễ bị dù nữa, bây giờ em phải nói là hết khi câu chuyện của em nói em mới có ăn. À ừ, đó. Đúng rất chưa trải sự đề. Cảm chắc chắn có. Anh hứa đi. Hứa. Anh hứa đi. Rồi, ok. Ờ, như Lê Tộc Trưởng có nói á, thì đúng là hiện tại bây giờ thì đúng là nhạc rap ở tại Việt Nam cũng đang phát triển hơn và cũng như là được mọi người đón nhận và ủng hộ nhiều hơn. Những thế hệ ngày trước như kiểu bọn em hay là anh Hoàng á, là những người đi trước ngày đó, anh có nhớ không? Nhớ. Ở khoảng chục năm trước anh em mình khi mà ở chung nhà với nhau. Thu cúi thu khúc rồi đó. Ừ đó, từ nhà bài Cần Lắm của anh nữa đấy. Ừ. Thì những ca khúc đó có mang tí âm hưởng rap hip hop nhưng mà vẫn chưa được mọi người đón nhận. Nhưng mà dần dần cuộc sống nó văn minh lên. À, đời sống mọi người cũng ổn định nhiều hơn thì tất nhiên là cái chuyện tai nghe mọi người, nhu cầu về giải trí cũng được nâng cấp dần dần nhiều hơn, nên thành ra là cái chuyện dòng nhạc rap hip hop thật ra ở trên thế giới đã rất là phát triển rồi. Và mọi người nếu mà như có theo dõi một chút á thì những ca khúc mà đứng đầu bảng xếp hạng Billboard bên Mỹ bây giờ á hầu hết là toàn những ca khúc nhạc rap và hip hop, nên điều đó đồng nghĩa với cái việc là khi mà cả xã hội văn minh lên thì nhạc rap tại Việt Nam cũng sẽ phát triển lên, và tai nghe mọi người cũng đã update rồi và cũng sẽ đã được hiểu rõ hơn về cái dòng nhạc này, nên là mọi người đón nhận rất là nhiều. Thì em cảm thấy rất là vui. Ngày đó, ngày trước, cách đây 10 năm trước, em với anh Hoàng và một số những anh em khác như là Phúc Bồ, Hoàng Tôn đó, khi mà đi tham gia hát những chương trình sự kiện, ngày đó chưa có nhiều sân khấu cho rap hip hop đâu. Đúng rồi. Em cả một nhóm 6-7 người đi hát, thật sự ra chia sẻ mọi người những con số, ví dụ 1.500.000. Ừ. Chia cho 6-7 người, chia thế nào? Ngày đó, nhưng mà bọn em vẫn rất là vui khi được hát cái dòng nhạc của bọn mình mong muốn và cũng như là một cái đam mê của mình. Thế là thành ra 1.500.000 như vậy là anh em chỉ cần tối về nhà rủ nhau đi ăn lẩu này, đi ăn nhậu. Đó vẫn là vui rồi. Ừ. Đến thời điểm bây giờ thì bọn em cảm thấy rất là vui khi mà rap có nhiều sân chơi hơn cho mọi người thể hiện. Nhưng mà làm sao có thể mà đọc nhanh vậy ta? Anh không nghĩ là... Anh đã từng nghe Eminem rồi đó. Anh nghĩ là cái lưỡi sao mà đọc nhanh dữ vậy ta? Mỗi thể loại âm nhạc đòi hỏi một cái kỹ năng và một khả năng riêng của từng người nghệ sĩ. Giống như là cải lương, tại sao có thể đạt được đỉnh cao với những cái nốt rất là cao, bên cạnh đó là một luồng hơi rất là dài, có thể hát vài phút mà không cần lấy hơi luôn. Đó là những kỹ thuật riêng được trau dồi qua năm tháng của mỗi nghệ sĩ, chứ không phải là tự nhiên thiên bẩm mà có được. Đó là nhờ sự chăm chỉ và rèn luyện. Riêng về nhạc rap thì dường như là cái câu mưa dầm thấm lâu nó sẽ phù hợp cho cái dòng nhạc này, bởi vì nó đang len lỏi cách đây khoảng hơn chục năm rồi và càng ngày khán giả càng đón nhận nhiều hơn. Nhiều nghệ sĩ cũng kết hợp rap với rất nhiều thể loại khác như là pop, R&B, rock và thậm chí là bolero cũng có nhét nhẹ và vài vần rap vè vào trong đó. Thành ra rap trở thành một cái gì đó là một thói quen quen thuộc. Bên cạnh đó là phải cảm ơn những ban tổ chức, họ đã tổ chức ra những cuộc thi về rap rất là chỉnh chu và chuyên nghiệp, khiến cho mọi người nhìn nhận rap không còn là những cái cuộc thi ngẫu hứng nữa, mà là một sự chuyên nghiệp của các nghệ sĩ chính thống nhất. Sẵn câu chuyện này, hai bạn rất là am hiểu về rap. Rồi. Em sẽ xin phép được hỏi một cái câu hỏi. Hỏi một câu hỏi. Theo Hoàng Bơ và Mr. T, theo hai bạn nhé, các bạn có biết là cái người đầu tiên mà hát nhạc mainstream của Việt Nam mình mà có âm hưởng về nhạc dân ca, dân gian mà đọc rap từ rất lâu rồi, đố hai bạn là ai? À, con này em là con kinh khủng nè. Không, từ từ. Dân gian. Trước hơn cả cái thời đại mà cái thời mà các bạn đang gọi là đang xây những miếng thịt đầu tiên cho cái nền tảng underground. Chị Cẩm Ly. Không. Trước đó nữa nha. Em nghĩ là anh Thanh Bạch. Trước chị Cẩm Ly luôn hả? Anh Thanh Bạch. Nhưng mà chú Bạch tính ra là không phải là ca sĩ. Đúng rồi. Chị Thanh Thảo. Không. Trước Cẩm Ly lần mà. Vậy chắc Mắt Ngọc quá. Không. Mây Trắng. Không. Bé Trung Mai. No. Ây da. Ca sĩ Lê Quang Linh. Yêu nhau ném đá và đố đầu nhau ra. Tụi bài đầu tiên cái đồng ra là bài đó chứ bài gì? Mọi người có nhớ bài đó không? Dạ dạ. Có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói rằng yêu. Tụi bài đầu tiên đó. Mở mang thêm kiến thức đấy. Là trong cái MV đó là anh Quang Linh có đọc rap. Thì ai ơi xin đừng. Đúng rồi. Nhưng mà đọc kiểu với Lưu Bi. Nơi đường.
Rap đơn giản là rap lục bì. Và thưa quý vị thân mến, như vậy là vòng này chúng ta không có món ăn là tôm hùm, nhưng mà có món ăn tinh thần là hiểu thêm về rap. Thì bây giờ là Mr. T là có một bài rất là nổi tiếng là Chị Thu Đi Chưa Chị Thu Cuối Thu Cuối Thu Cuối Thu Cuối đó. Bây giờ để kết thúc vòng này thì chọn quà đi. À không, mình không được ăn này, không chọn quà luôn. Quà của tụi mình luôn á. Nói trời thôi chứ, chọn số, hãy chọn số. Số 1 hay số 3? Ê, mình khiêm tốn, mình chọn. Cho em chọn á, cho em chọn đi. Mình chọn cái thấp nhất thì tình tặng. Ủa, cho em chọn sao cứ chỉ hoài vậy? Không, chỉ qua cái thùng á. À hả? Mình đừng chọn số 2, số 2 là của đội bên kia rồi. Em nghe theo anh nha. Mình khiêm tốn đi. Không, chọn đi xong mình đổi lại được mà. Mình có mấy người? 1, 2, 3 nào mọi người. Số 3. Rồi, số 3. Số 3. Không. Ok, số 3 gì ạ? Cho em chọn số 2. Ê, ngồi xuống đi, không ai hỏi. Rồi, số 2 cũng đấy rồi. Ừ, mình thấp thấp thôi. Số 3 nhé. Quê quá. Số 3 đi ạ. Số 3. Rồi, số 3 là phần quà các bạn của chương trình mình sẽ khui ra. Còn bây giờ kết thúc phòng này bằng một cái đoạn rap mà đã từng rap. Thu cuối đó. Ok. Mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là cũng đã người có người không cảm nhận được cái mùa thu của Hà Nội. Và trong một đoạn rap của em, một bài hát tên là Thu Cuối thì có nhắc về Hà Nội như sau. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm, cũng chính là lúc ôm em thật chặt băng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến, nhắm mắt cảm nhận miền không tên. Nờ. Sao bài của mình quên lời ta? Quên lời. Không, do nãy đói quá mình. Tụt cái đáp. Cảm ơn. Vỗ tay. Thưa quý vị, ở vòng vừa rồi chúng ta không có ăn gì nhiều cả. Thì bù lại là món ăn tinh thần là nói về rap. Thì chúng ta biết thêm nhiều kiến thức về rap rất là hay. Và chúc cho các bạn ngày càng thành công với con đường mình đã lựa chọn. Còn riêng vòng này thì có đoạn thiệt. Hứa đi, có quần tính tập trưởng nữa. Nhưng mà cái này là cho em hỏi nha. Một câu hỏi bên lề thôi. Là format năm nay của mình là vòng 2 là vòng tâm sự anh? À không, chưa có một mét nào và cũng chưa có số nào. Chỉ có duy nhất số này không biết sao lại vậy thôi. Để có lẽ tụi em mình nhắc nhở là đặc biệt. Để có thể được làm một cái điều đặc biệt như vậy. Đúng vậy, khán giả sẽ nhớ mãi không quên. Dạ đúng rồi. Và có thể là có rất là nhiều tiếng cười chê dành cho tụi em nữa. Đúng rồi, gia đình mình sẽ xa lánh mình. Dạ. Bây giờ là những món ăn ngon của vòng tiếp theo. Xin mời. Xin lỗi vì sự cố vừa rồi mà đội chiến thắng không được ăn món tôm hùm Alaska sốt chanh dây. Nhưng không sao, thua tôm hùm này thì ta bày tôm hùm khác. Tôm hùm bông, ta-da! Những chú tôm hùm bông còn tươi xanh như vậy thì nên làm món gì hợp lý nhỉ? Tiết canh tôm, đúng rồi. Hãy chuẩn bị nguyên liệu thôi. Đầu hành lá, rau thơm, đậu phộng, tôm sú và tiêu sọ nha. Sơ chế tôm sú, lột vỏ và băm nhỏ. Làm nhân á. Cắt nhỏ hành tím, đầu hành lá, rau thơm, phi thơm hành tím và đầu hành lá. Cho thịt tôm sú vào. Xếp một lớp hành tây ra dĩa và thịt tôm sú vừa xào lên. Tiết của tôm hùm sẽ được lấy trực tiếp trên đĩa của chúng ta luôn. Sau đó cho rau thơm lên, tiêu sọ, sau cùng là đậu phộng rang. Vậy là ăn ngay được rồi. Tiết của tôm có vị hơi mặn mặn, không những không tanh mà còn có mùi thơm rất đặc biệt. Mùi rau thơm, cay nồng tiêu sọ và giòn bùi của đậu phộng hỗ trợ cho món tiết canh tôm hùm lên tới nóc luôn rồi. Món này thì phải ăn kèm với bánh đa nướng hải sản nha. Món ăn này khá là độc lạ nha. Ngầu như anh đi cá còn chưa chắc đã thử qua. Chà chà, con tôm hùm lấy tiết vừa rồi sẽ làm gì với thịt của nó đây ta? Tất nhiên, đã có tiết canh tôm hùm thì phải có ngay một đĩa sashimi tôm hùm rồi. Yeah. Tôm hùm cắt bỏ hai bên, chỉ lấy phần thịt trên người của tôm thôi nha. Anh đầu bếp sẽ giả vờ dùng dao để lấy thịt tôm ra một cách dễ dàng. Chứ thật ra, anh ấy đã tách sẵn từ trước rồi. Dùng con dao thật bén, cắt thịt tôm thành từng miếng vừa ăn, không quá dày và quá mỏng, cho thịt tôm lên khay. Bên dưới là lớp đá để giữ được độ tươi của thịt tôm hùm nha. Tôm hùm sashimi chấm chung với một chén nước tương khô lên men và wasabi thì ngon quá xá rồi nha. Miếng thịt tôm ngọt ngọt, tươi, mát lạnh cả miệng, chấm chung với chén nước tương wasabi cay nồng, sướng tê cả miệng rồi. Con tôm hùm thứ hai này, anh Bui đầu bếp sẽ nấu món tôm hùm hai mùa, mùa Hawaii và mùa Barica. Sốt Hawaii được nấu chung từ hành phi, tỏi phi, wasabi, tabasco, tiêu, tương xí muội cùng rất rất nhiều nguyên liệu khác nữa. Sốt Barica, cho bơ vào chảo, cho tỏi phi vào,
Sau đó cho thêm bột ớt barrica, ngò tây sấy khô, cho thêm một ít nước tương caramel nữa, thêm đường vào, đảo tất cả lên rồi tắt bếp. Chuẩn bị một bếp than và đem nguyên con tôm lên nướng mọi. Anh Bùi sẽ hô biến một lần nữa để con tôm được chín nhanh hơn nha. Hô biến. Tôm đã chín đỏ thì cắt làm đôi để làm thành hai mùa. Một bên thì mùa sốt barrica, một bên là mùa sốt Hawaii. Tiếp tục nướng cho tới khi hai loại sốt khô và thấm trong thịt tôm. Lên dĩa và thưởng thức thôi nào. Thịt tôm hùm nướng mọi, ngọt như thế nào thì không cần bàn qua. Hai loại sốt Hawaii và barrica cùng có vị cay, thơm và vô cùng hấp dẫn. Cái cay, cái thơm và cái hấp dẫn đó lại khác nhau ở hai mùa. Ăn thử một miếng để xem khác nhau như thế nào. Món chốt sổ của ngày hôm nay là món lẩu thái tôm hùm. Đầu tiên, cắt riềng thành từng lát, xả cắt khúc, băm nhỏ ớt sừng, phi thơm tỏi, cho xả vào. Tiếp đến là ớt sừng băm nhỏ, dầu điều sẽ tạo màu đỏ cho nồi nước lẩu. Một thứ quan trọng không thể thiếu đó chính là phần gạch tôm, tạo màu sắc và độ thơm cho nồi lẩu của chúng ta. Như vậy là xong hỗn hợp này đây. Nấu chung với nước xả và riềng, cho đến khi thật sôi, cho hỗn hợp này vào. Thêm một ít rau húng quế để tạo mùi thơm đặc biệt nha. Thêm nước cốt chanh để ra đúng vị thái hơn. Sau đó cho nguyên con tôm hùm vào nấu cho ngọt nước nào. Cái nồi không đủ con tôm. Con tôm đã đỏ, tức là nồi lẩu đã dùng được rồi. Cho rau và nấm vào, vớt ra ăn luôn. Wow, rưới nước lẩu lên, ăn ngay một miếng và cảm nhận cái ngọt của tôm, cái tươi mát của nấm và rau nhúng lẩu. Nước dùng thì chua chua, cay cay, đúng điệu thái rồi đây. Bốn món từ tôm hùm này đã đủ đền bù cho sự thiếu sót ở vòng 2 chứ nhỉ? Cùng nhìn lại và nâng cao quyết tâm chiến thắng để thưởng thức qua nào! Chết người! Có khi nào mình chơi trò chơi xong cái dọn lên toàn món tép không ta? Ít nhất em hy vọng là có được cái tép kho. Cho em một miếng cơm, nhìn trực tiếp có món ăn đi. Để em mới đủ động lực. Bạn em tụi huyết áp thiệt á. Em không tin chị Google. Thế này đi, bây giờ là bày món ăn ra trước đi, tụi em mới thi. Không em không thi nữa. Em dối, em dối. Đàn ông có vậy. Nhưng mà thôi, bây giờ vòng cuối mình đấu đá nhau chi nữa. Cũng có 4 món mà. Mỗi đội 2 món đi. Rồi, rồi thành phần thưởng sao? Cho giao lưu đi. Chia đôi luôn hả? Chia đôi luôn. Ừ. Mình chơi phải có người thắng và người thua. Thì hôm nay coi như anh thua đi, còn tụi em thắng. Ừ, thắng thua quan trọng, quan trọng có nói nha. Mời tất cả về. Bây giờ chúng ta đến một trò chơi cũng thuộc về tuổi thơ dữ dội. Trò chơi này lại thiên về đội chúng ta nữa. Mỗi lần nghe cái câu á, quái không được ăn như đâu á. Hết động lực luôn á. Này có hai điều. Thứ nhất á, là game và trò chơi á, là thuộc về đội mình. Nhưng đồ ăn là thuộc về đội mình. Gạt tụi em lắm luôn á. Tụi mình ăn hành không mà. Không mà thiệt, trò chơi hôm nay ở vòng này lại là thuộc về đội mình. Mình ba người đàn ông, đúng không? Còn bên đây là hai người đàn ông, một người con gái. Từ hồi cái vụ giỏi giỏi em hết thấy ba người đàn ông rồi đó. Thế này đi, bây giờ là bày món ăn ra trước đi, tụi em mới thi. Không, em không thi nữa. Em rồi, rồi. Em rồi. Đàn ông có vậy. Trò chơi có mang tên rất đơn giản, dễ hiểu. Nghe là biết chơi gì liền. Kéo cò. Kéo cò. Ông tìm gánh tim. Thôi tôi mệt mệt rồi. Nhưng mà không phải đơn giản chỉ là kéo co đâu. Chắc chắn là cái kéo co nó cũng có một cái trúc trắc gì trong đó. Không, nó chỉ đơn giản là sức mạnh thôi đó. Chơi đi, chơi đi. Cái dòng này nè, Don sẽ thể hiện sức đàn ông của Don. Wow. Cái dòng này mà bên kia thắng thì coi sao được với lại Lương Bích Hữu. Đàn ông sao? Không lẽ giờ kéo cho Hữu nằm lên. Kéo cho Hữu nằm sát ra luôn. Để hai ông kia chơi thôi. Vậy đi. Bất chấp luôn rồi. Không, thì mỗi đội bỏ một bạn đi. Bây giờ bên đội này có Ti cũng thuộc dạng là cũng tay yếu chân mềm nè. Coi luôn không? Cho cân khỏi ai nói ai nữa, được không? Hợp lý luôn. Em thấy ok không? Sao? Không. Chơi đi anh, chơi đi anh. Chơi thì mất nét quá đúng không? Chơi đi anh. Đây là trò chơi kéo co của chúng ta. Cái gì vậy trời? Gì vậy? Gì vậy? Em đọc thần chú anh. Cái bộ lạc phải làm gì? Bây giờ chúng ta chơi kéo co. Sẽ đối đầu với nhau. Hãy chọn đối thủ đi nào. Ủa từng người một hả? Ủa vậy hả, chứ phải ba người hả? Từng người một trước đã. Ủa em đấu với Hữu cho. Em hy sinh em đấu với Hữu cho. Thế này thì không công bằng. Bây giờ là hoặc sushi đi, ba người hoành sushi với nhau.
Ban đồ án là ra trước hả? Ừ, chọn đi như vậy cho dễ chứ bây giờ nếu không bây giờ. Ok rồi. Cánh mình ba đàn. Đúng rồi, bây giờ bên này ai ra trước thì sẽ chơi với người đó bên kia. Đại chúng ta đang. Bây giờ bên này đại diện từ người bây giờ đón ra trước rồi bên đó đại diện của gì? Chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam. Một trong những công ty đang tạo ra những game vui. Chúng tôi đều có quy luật của game hết trơn. Các chị tới đây là muốn tạo ra luật hả? Đầu tiên là Mr. T đấu với Lương Bích Hữu. Xin mời. Em không lương đâu nha. Không, không lương thì khán giả ném đá mình đâu. Ê, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ em là một người đàn ông. Không, yên tâm đi. Giờ mà kéo Lương Bích Hữu té thì khán giả người ta sẽ ném đá. Trời ơi trời. Ấm áp lý nữa trời. Ảnh của Mr. T. Nhưng mà không phải lúc nào Ti cũng nghĩ Ti là đàn ông nha. Hả? À, không phải. Có những lúc Ti nghĩ Ti là một cậu bé. Tại nó mỉm. Mà cậu bé là có rất là nhiều tính hơn thua trong đầu đúng không em? Em hay là cậu bé trong trường hợp này em. Dạ, hợp lý. Cảm ơn anh Hoàng. Không thiệt chứ giờ cái Lương Bích Hữu té thì khán giả người ta chửi chết. Thế chứ bây giờ thắng không được mà thua. Ô, không xong. Ai mà đầu gối đầu ông anh. Giờ mình giả bộ mình ra cái mình té cái mình bị chấn thương đúng không? Ơ em dừng cuộc chơi. Hiểu không? Đúng là một cách. Đúng là một cách. Rồi xong chưa? Rồi ok. Mời vào vị trí. Xin mời. Chúng ta có đây là một cái nơ ở vị trí chính giữa. Đội nào kéo cái nơ này vượt qua cái mức của riêng mình là đội đã chiến thắng. Mà không lẽ đàn ông mà giành thắng chị? 3, 2, 1 vô. Hữu kéo, hữu hữu kéo, hữu kéo đi hữu. Đừng đừng kéo, đừng kéo là mình đi á, mình trụ lại thôi hữu. Trụ trụ lại, trụ lại kéo mạnh hữu, hữu mạnh. Qua mức là thua. Yeah. Vỗ tay, vỗ tay. Xin lỗi. Thưa gì? Tôi xin thông báo đây phải nhường, đây là thua thiệt nha mọi người. Nhường cậu. Cũng muốn thắng lắm mình nha. Mình nghĩ là nhường đi. Nhường mà đúng không? Ừ. Bây giờ là đội mình thắng 1-0 nha. Quang rapper và Don Nguyễn. Nữa, xin nữa hả? Trời, xin nữa. Quang. Gì? Anh bị đau dây thần kinh tọa. Ok, em bị thoát gì đi đẹp. 3, 2, 1, vô, vô. Đừng có kéo. Ủa mình chơi như vậy? Một đều. Ủa mình chơi như vậy? Bớt cảnh lại. 3, 2, 1, go. Rồi như vậy là ở phần thi chơi cá nhân là đội mình thắng đúng chưa? Bây giờ mình chơi đồng đội vô. Ủa có đồng đội vô hả? Đội nón vô. Chưa thắng đâu. Hả? Còn chơi mà. Ủa vậy hả? Hồi nãy mình chơi cá nhân là đội mình thắng, giờ chơi đồng đội. Này là bonus thêm thôi. Rồi tôi cuối cùng. Go go. Ê ê no no no. Thấp xuống, thấp người xuống, thấp người xuống. Nhanh lên đi. Không lẽ nữa hả? Qua chúc mừng. Qua rồi. Như vậy là ở lượt cá nhân á là đội mình thắng, nhưng ở lượt đồng đội là đội mình thắng. Bây giờ chúng ta. Hữu té trước mà. Ủa? Hữu qua mất chưa trước mà. Chưa té. Không có. Khán giả ơi, đội này thiếu công bằng cho em đi. Không có camera là thấy cả. Không có camera là thấy cả. Chúng tôi yêu cầu công nghệ ba đâu? Chúng tôi yêu cầu công nghệ ba. Chúng tôi yêu cầu công nghệ ba. Theo. Nhanh lên tiên. Tiên. Đã. Cái dây nằm ngay đây. Em thua đi. Nói chung là cá nhân là mình thắng. Sao rồi? Đồng đội là mình thắng. Một là nữa đúng không? Một đều. Là Huê. Một đều. Là điều. Bây giờ chơi lượt cuối cùng. Tộc trường đưa ra. Đúng rồi. Đừng không chơi. Sự kỳ vậy. Đội nón vô. Em muốn làm ướt mấy con lông gà đó. Nghĩa mắt nãy giờ rồi. Trời ơi té lần nữa hả? Móc tiền vô. Đào nước dễ té lắm đó. Thôi vậy hả? Thôi vậy để Hữu đứng trước cho. Không, anh phải đứng cuối anh mới tì ấy được chứ. Để lỡ có té cũng không. Vô. Ê. Vô. Vô hả? Đi Đi
vỗ tay. Ngày hôm nay đội chiến thắng đơn giản là có thêm một cái quyền nữa là được đầu bếp xuất hiện chế biến trực tiếp tại đây luôn. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Xin giới thiệu MasterChef Nguyễn Văn Bùi. 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 Và chúng ta sẽ chờ đợi anh làm sashimi. Wow. Chuyện hả? Làm mấy cái đồ sashimi, mì sashimi luôn nghe. Sashimi. Cầm heo con tôm đi bự cái đầu luôn á. Tươi luôn. Cầm 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 hai cái số sao á, tôi lúc thắng thì không được ăn mà lúc thua để nhìn tao ăn không hả? Vậy khán giả mới nhớ. Đáng thiệt luôn. Không, thường thường nghệ sĩ mà người ta thấy tội người ta thương lâu lắm. Ờ, vậy hả? Bây giờ xin hỏi anh Vui. Dạ. Con này mình có dùng trang trí gì không? Dạ không anh ơi. Cứ... không thì bỏ vô đây giùm cái nè. Để ngoài đêm dài lắm mộng. Có những kẻ rình rập. Cái râu như Tề Thiên Đại Thánh đi rồi. Cái không, cái này là của Lữ Bố. Cái râu mình ăn được không ta? Được luôn. Em thơm không thơm. Hay là hôm nay Don dùng râu đi để anh dùng tôm cho. Thôi em ăn cơm mà anh. Ý là lấy tiếng nó ra rồi mà còn một đống tiếng đang chảy ra kìa. Ôi ôi, gạch gạch, gạch nữa kìa. Con tôm hùm này nó có chút tiết ít à, nhưng mà nó ôm cái nước mặn nhiều. Gạch tôm kìa. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, à. Gạch tôm kìa. Trời ơi, thịt kìa. Trời ơi. Rồi em xin phép anh bỏ vô luôn nha. Dạ, anh dạ, bỏ dạ, vô đi. Bỏ cho ngọt nữa. Cảm ơn anh rất nhiều. Trời ơi. Ủa? Ý kiến ký cò gì vậy? Khô ăn cái dạng đi bạn, tụi bạn khô rồi bà ăn cái đi. Tụi tôi dạy, tụi tôi ăn nước. Cho nó mềm, mới ngồi ăn nước. Mà em biết không Ti? Anh từ xưa giờ tham gia chương trình là lần thứ tư rồi. Lần nào tụi anh cũng thắng hết trơn á. Tự nhiên ngày hôm nay kết đôi với lại quỷ hả? Quỷ bơ. Thua toàn tập. Là bạn tôi chi? Không thủy ha. Buồn lắm. Được rồi, được rồi. Không sao. Đó có này mà nhầm nhờ vậy. Có gì bỏ cứ đem qua đây anh. Đây, có cái nước chanh này bạn uống không? Để có được rửa tay đó. Ăn xong bóc bóc xong mình rửa tay trong đó cho nó sạch. Anh Bùi biết anh Bùi đi đến đây anh Bùi quên gì không? Dạ quên gì anh? Dạ. Bánh tráng. Dạ có. Đây 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 đây. Đây. Có anh. Anh không quên em không thấy thôi. Rồi cái vậy này thì để em cho anh em hồi nữa. Dạ. Em phải trang trí nó nha. Rồi. Cho bây giờ cái trong thời gian anh làm thì mình ăn cái món tiết canh tôm mập chứ hả? À. Tiết. Mình dạ, tự làm luôn á. Bên kia làm nữa. Thôi mình tự làm rồi kem kia làm hết nữa gì à? Rồi cho miếng bánh tráng lên. Dạ đây. Thì nãy giờ đốt cháy cho lo mà không đây làm lại muốn xỉu rồi. Ôi đây là cách ăn tiết canh tôm hùm. Lần đầu tiên được ăn tiết canh tôm hùm. Đây là lần đầu tiên nhìn người ta ăn tiết canh tôm hùm. Này mọi người. Ừ. Tôm sống rồi tiết tôm đầu. Thưa mọi người, rất ngọt và thơm. Mời. Vâng, cảm ơn tổng trưởng. Ngon lắm rồi. Ăn thì chừa một miếng cho người ta ốp máy một cái người ta thưởng thức. Khùng quá. 200 miếng ơi. Đẹp lắm nha, tiền nha. Rồi, em mời cái đại gia đình. Dạ, dạ. Dạ không có, mời bên đội thắng thôi, không có đại gia đình đây ạ. À. À, dạ. Cảm ơn anh Bùi nha. Em cảm ơn anh nhiều. Rồi, cảm ơn anh Di Cá. Em chào hết tất cả. Tiết canh sao Đơn? Hấp dẫn hả? Em cảm giác độ tươi trong đó. Cái độ mặn cũng vừa phải nữa. Không có vị tanh của tôm hùm luôn nha Bơ nha. Ai biết. Cái độ mặn trong đó là nó có pha với nước mắt của độ tươi đó. Bây giờ chúng ta thưởng thức món tiếp theo là sashimi. Anh nói chúng ta nha. Cái đại ngữ, cái đại từ chúng ta nó quan trọng lắm. Và ánh mắt anh quan trọng lắm. Chúng ta. Ăn đi. Dinh lòng. Tốt cho mắt lắm đó, ăn đi. Nhất là đồ sống nó hủ. Trời ơi, cái miếng tôm cái nó trong suốt không nội ơi. Tôm mà nhìn như sứa vậy. Trời ơi, anh phải quẹt vô sashimi. Quét lên, quét lên, quét lên. Cho nó nồng nàn tình yêu. Trời ơi, ngon quá. Trời ơi, cái miệng trứng da chiếc thấy ghét à. Ăn hành sống. Có, phải có miếng hành sống nữa. À.
Hữu ăn đi Hữu. Dạ dạ. Thì có đạo diễn hình rồi biên tập sản xuất quay phim nè, không ai giống nhìn nữa. Em xin phép nha, xin phép đạo bên kia nha. Mọi người ơi, quét một miếng nó ngọt mà nó giòn, nó thơm cái mùi Vũng Tàu với lại mùi Đà Lạt. Á lộc Vũng Tàu với lại mùi Nha Trang. Tì ơi Tì, muốn đi ăn gì đây, tôm hùm hay là nước lèo? Anh Bi ơi, bỏ viết đáp giúp em đó. Cắn cái miếng này vô nè, viết chắc chắn nó sẽ lên tới não nè. Chương trình ơi Tì đang hạ huyết áp tới một mức rất là cần thiết và cấp cứu. Xin phép ăn thêm miếng nữa. Đây nè mọi người thấy không? Tụi em thấy rồi anh. Thấy chưa? Thấy, tụi em thấy rồi, thấy rất rõ. Trời ơi, mùa trước thì dỗ lách, mùa này thì dỗ vàng. Nhưng mà cái điều đáng buồn nhất là cái gì biết không? Con tôm hồi nãy của tụi mình á, mà không ăn tới á, nằm đó kìa. Không phải, em có giọng đó không có tôm. Hả? Giọng đó không có tôm thiệt. Giọng này là tôm riêng. Alaska là cái càng nó bị lớn nè, còn này tôm bông mà. Tôm hùm bông mà. Cứ nói gì đi. Đói quá, cái máu không lên não. Dạ, em thấy bắt đầu có tình trạng tham mắt. Đây, nghe muốn bỏ lẩu liền. Cho miếng tôm hùm Hawaii. Đó. Trời ơi, một bên hai quậy cầm không nổi, cầm khung tay luôn mà. Đây, bên này gọi là paprika. Paprika. Paprika là cái ớt paprika. À, paprika. Này là Kariba. Honolulu. Hawaii. Honolulu. Còn cái này gọi là gì biết không? Ai khóc nổi đâu này. Trời ơi. Thứ gì chịu cho nổi trời ơi. Thơm. Tám. Mấy đứa ơi, anh đẻ cách đây 38 năm rồi. Ơ, có cá nhẹ cái rau luôn hả? Có cá nhẹ cái rau hả? Trong đó có thịt nha. Thơm. Thử thôi chứ có dám ăn. Vừa thơm, vừa ngon, vừa ngọt. Không, ăn thử miếng kia luôn đi, miếng bên này luôn. À, ăn chứ. Không ăn chứ. Ăn để cho bên kia nó thèm. Trời ơi, đồng nghiệp với nhau bao nhiêu năm mà phán nhau một câu ăn cho bên kia nó thèm. Trong khi mình đã nhường Hữu biết bao nhiêu lần, thấy chưa? Bây giờ có hả hơi thì thấy chưa? Vừa lòng chứ thằng, nhường chi không biết nữa. Nhưng mà như vậy thì mắt thì còn lâu mới khỏi anh ạ. Học lý nha. Wow. Ôn xe. Wow, thì ra cái tâm thằng em này cũng độc ác thật. Đi, cho anh mượn dĩa tôm nha. Đây, sáng ra. Cắt đây ra. Đây là anh. Lấy dao cắt ra. Ê. Mình lớn rồi, gia đình mình đang xem mình á. Ô, nó rớt. Thôi em chưa nghĩ là con tôm nó bị rơi. Wow. Cái thịt tôm rất là dai luôn. Đúng, tôm hùm mà. Nó ngọt quá trời luôn. Ngọt không? Ngọt ngào. Ăn cái sớ thịt cắn vô nó đã. Bao nhiêu cái căng thẳng stress nó tan biến đi hết luôn. Em đã vừa truyền điều đó qua cho anh rồi đó. Ăn sao Hữu, thấy sao? Thấy tươi mà thấy ngon, mà thấy giống như là mình được trẻ lại. Vậy đó hả? Có collagen gì trong này hả? Đúng rồi. Nãy giờ thấy té mấy lần cho ăn lại bù, thấy cảm thấy là trời nó mát lòng mát. Hữu nói giống như là mình trẻ lại bên kia già đi vậy. Là không. Thì em cũng đang muốn độn thổ luôn chứ không là già đi nữa. Có chưa không mà chưa. Ở mùa này chúng tôi ghi hình cả lúc lên sóng và cả behind the scene đều được ghi hình hết, nên chúng ta không có khả năng được ăn đâu. Dạ cảm ơn ạ. Trời ơi, quá hấp dẫn luôn. Đây thử nè. Trời ơi, ngon quá. Cuộc sống mà, đôi khi có những lúc, có những cái trải nghiệm khiến như mình phải trưởng thành hơn bằng cách mình phải kiềm chế. Bây giờ mình sẽ hấp cái đầu tôm hùm có gạch và nguyên một con tôm hùm thả vào đây để chúng ta ăn cái nấu chua kiểu Thái này.
chua thơm thơm, ngọt ngọt. Đúng là tôm hùm. Có mùi đắng đắng không anh? Có mùi cay đắng. Có mùi cay đắng. Bây giờ nè, ba bạn, bạn nào giả cái giọng Lê Bích Hữu giống nhất, gần giống nhất trong ba bạn được ăn. Anh cảm ơn em ơi. Khó, khó lắm. Vì tại vì cái khoang, cái khoang âm thanh của Hữu với tụi em khác nhau lắm. Nếu mà có khả năng là chỉ có Thi thôi. Lại là em. Không, tại vì không, em nói chuyện bằng khoang mũi để lên trên. Thử coi, thử coi. Đã thích em rồi, anh hay nói mua anh đi. Rồi vô. Câu đầu là gì ta? Câu đầu là em thích em thì rồi, ok, nào. Hai, ba, vô. Nếu thích em thì anh hãy nói mua ai nì. Dạ không ha, giống làm Thanh Chi ha. Không giống lực lượng. Bình thường là hát giống lắm đâu anh. Mà do hôm nay đói quá tụt huyết áp. Ví dụ như em được giả giọng một ca sĩ nào đó thì em giả giọng ai giống nhất? Hồi Lam Trường giống nhất luôn. Em nghĩ là có anh Trường nè, là anh Hai là em làm giống nè. Được rồi. Hoặc là anh Duy Mạnh. Tại vì hai cái giọng có đặc trưng. Lam Trường là người em kê kê. Đó, đó. Thử coi. No em ơi em candy candy em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên. Giống nhưng mà không có vui nha. Cười lên, cười không nổi. Anh Duy Mạnh thử coi, ta không bao tôi đỡ coi, hai ba. Anh Trường hát vui vậy mà anh còn không vô ăn, anh Duy Mạnh hát buồn vậy ăn cái kiểu gì? Thử coi, thử coi. Ngu một lần nữa chứ ngu một vài lần thì người ta nói là mình ngu thiệt. À, tự nhiên dụ tụi em mua vui cho tụi anh hả? Ừ, đúng luôn á. Hôm nay chủ đề là quay lại tuổi thơ. Ông coi tụi mình như mấy đứa con nít vậy đó. Không, yên tâm, cái độ này lên sóng khán giả sẽ rất nhớ. Vừa không được ăn mà vừa bị mua vui nữa. Chương trình lát có phát bản Tổ quốc ghi công không mà thưa luôn. Quỷ tấm lòng vàng này kia. Hát thử giọng Duy Mạnh nào. Dạ không. Hát thử giọng Duy Mạnh đi. Dạ không. Hát đi. Có thực thì mới vượt được đạo, huống gì cái hành động tiếp theo của em là đạo nhạc. Thì anh hát nhạc qua Duy Mạnh bằng giọng qua Duy Mạnh là một hình thức đạo nhạc rồi. Đâu, hát thử coi. Có thực mới vượt được đạo. Đúng, đồ ăn đi mấy anh. Giữ vững quan điểm. Trước mắt anh hãy cho đồng đội em ăn đi. Em không cần ăn. Em không ăn cũng được. Vẫn chén cho em chứ. Rồi em hát cho em. Có chén rồi đó. Trên bàn rồi đó. Thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ là món quà mà như đã nói từ trước sẽ tặng cho đội thắng. Vì đó là món quà mà chúng tôi để cho vòng 2. Nhưng mà vòng 2 thì họ tới trễ, bây giờ họ mới tới. Thì mà đội thua vòng này mà đâu được lấy, đội mình thắng được lấy. Ủa, ý, con tôm hồi nãy kìa. Oh, wow. Có thiệt mấy đứa ơi. Quang rất bơ con tôm hồi nãy. À là quá. Chính thắng. Nóng nóng nữa. Tiên tiên nóng. Đây góc bên này. Có đội cái nhà. Cầm. Nóng nha, cẩn thận. Trời ơi, nặng quá trời luôn á. Từ từ nha, khoan buông. Trời ơi, xuất sắc. Xây như thế nào cho nó đẹp. Vậy đúng không? Ok. Trời ơi là trời ơi, trời trời. Trời ơi. Tự hơn mặt tôi nữa. Vô đây, vô đây. Đây, chiếc bếp được dùng cái. Wow. Trời ơi, thấy con tôm bự vậy luôn á. Vậy luôn quá ha. Mà cái này đáng lý ở vòng 2 là ăn rồi nè. Đúng rồi. Mà giờ sao mà bắt mình ăn nữa. Làm người ăn là lợn hơn. Mà bữa nay toàn món ăn về very good không á. Trời ơi, con tôm nhìn ghét thiệt chứ. Đừng nhìn em, bánh tôi bắt buồn cười cười. Nó làm gì con mắt nữa. Nó quéo quèo quéo hết rồi. Trời ơi, có thịt tôm đã không? Không có mà. Khói nó bay lên không quay cho một bây giờ nè, gì vậy? Bây giờ nè, đội mình hát bài hát gì có con tôm? Hai ba vô. Tôm à? Hát bài hát có con tôm mà được ăn. Tôm hả? Ừ. Bài hát nè. Bài mì tôm. Nhớ rồi. Có con tôm rồi đó. Đi ăn nước, ăn nước. Đội này hát cái bay chữ rồi. Thì tôi hát chưa, kêu tôi ăn đi. Cái gì mà bà còng đi chợ đâu á, mua cái gì có con tôm tép rồi đó. Anh em con tôm rồi đó. Đi chợ. Đúng không anh nhớ con tôm bán tép. Đúng rồi. Ai đưa còng về? Đưa còng về. Rồi bên này hát luôn rồi. Bên này luôn rồi. Đúng kỳ vậy, nhiều ý thôi mà. Nhiều bà có con tôm lắm. Ủa được ăn bánh tráng luôn hả? Hát cái bài nào mà thuyền ra khơi tôm cá đầy gì đó. Cố lên anh. Hát đi. Mình nhạc sĩ mà thì... Ở không đâu ai cho mà ăn. Không thì mình sáng tác luôn một đoạn. Một khúc có con tôm đó. Trời ơi, dễ đúng không? Ừ. Dạ. Nào. Tôm tiếng Anh là gì? Stream đúng không? Stream hoặc là brown nhiều lắm. Brown, ok, brown, 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 brown.
Baby bra 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 baby bra 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 bra. Đạo nhạc. Cảm ơn Vĩnh Viễn. Ủa anh ơi, cái này nhạc ngoại lời ngoại mà anh sao ấy này. Cover. Cái là Baby Shark. Baby Shark. Ủa thì có con cá mập con nó cũng có con tôm con vậy. Anh cứ biết ngày xưa hình hài của con này hồi nhỏ là giống như con vòng hai tụi em ăn. Cái càng này nó rất càng đã không? Ôi. Không quan tâm bên trong kia. Trong này là thịt không? Con này nó sống bao nhiêu năm trời. Nè mọi người, cái con tôm này nè, người ta phơi khô á, người ta làm bánh tráng á, là nó có vị trong đó. Ngon. Cảm ơn chương trình hôm nay đã thay vì có đây để em có thể gọi là hiểu hơn về là người. Đã con tôm nào, nhanh nào. Em thua luôn á, bây giờ nó đói quá rồi, bây giờ là không nghĩ được gió gì lên luôn. Gió lên luôn, căng buồn luôn. Hai, ba. Ủa là có không? Có không? Đi. Gió lên rồi căng buồn cho khoái, đứng đèo lên na 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 na. Ôi chế nhạc Vĩnh Viễn không được anh. Ủa chương trình này đúng là quay lại tuổi thơ luôn á mọi người ơi. Thôi nói chứ ăn đi nào. Xin mời. Xin mời. Thôi đừng có giận nữa mà. Ăn đi. Ăn đi. Ăn giận lắm á. Ăn chung cho vui nè. Thiệt á. Vỗ tay cho được bạn. Tại bạn dễ thương quá đi à. Ăn đi nè. Biên tập đâu. Đoạn này là thiệt hay giả? Thiệt. Một lời xin nhanh. Ăn đi là ăn đi. Ăn thiệt đó. Tụi tôi nhụt. Mất công. Đưa anh đi. Dễ dãi. Tin. Đưa anh cái nỉ. Ăn đi. Giờ đi còn không tin nữa. Các bạn có 3 giây. 3, 2, 1. Không ăn lấy lại ạ. Không ăn hết. Bơ em ăn phải quay ra ngoài cho bắt hình em. Ăn đây xin đi. Ăn đi Tiên, lấy đi em. Mày người ta mời nha, người ta mời em á, em bị ép ăn á. Bà rung hay gì, bà rung tay vậy. Cảm ơn em. Tối quá mà. Ăn đi rồi cho cảm nhận nè. Đó, cho cảm nhận càng nhiều càng tốt nè. À, chắc lẽ là em cũng xin rút lại. Em không biết bài hát đó nữa. Đâu, lòng người đã đổi thay. Dạ, đúng rồi. Vẫn là bài hát đó nhưng mà em có lẽ đổi một chút về ca từ anh nhé. Bây giờ mình ca về bài hát cảm nhận về con tôm, mùi vị của con tôm. Đây, đầu tiên là chanh rất là chua nha. Chanh phải chua chứ. Em mới bắt chanh mà. Bắt chanh riêng nữa hả? Nhưng mà sau cái chua nó có cái độ ngọt. Đúng rồi, hết cay đắng rồi. Dạ đúng rồi. Sau đó, rồi, tiếp tục sẽ có những cảm nhận từ anh Hoàng Rapper. Bơ đang ăn gặp bản hỏng rồi. Ôi ôi, em chảy nước mắt rồi mọi người, ngon quá. Thật cũng dắp túi luôn á. Không mà thật ra là cảm nhận từ những người mà đói bụng ăn vô á. Thật sự cái cảm giác đó nói ra là chính xác. Ngon hơn mình ăn đúng không? Nghe tao nói nè. Bây giờ mình thấy miếng ăn nó ý nghĩa nè. Em ơi, cái vị tôm nó ngọt, chua chua. Nó cay cay, nhưng lại có một tí vị mặn mặn. Tôi thấy nhô nhục nhục nữa. Thế bây giờ còn dỗi nhưng nào? Mà ăn không như có ăn không anh? Ăn chứ. Có ăn không anh? Không, những lúc này mới thấy tình người nè đúng không? Anh em vẫn quý mến thương yêu nhau mà. Mà nghiêm túc là từ xưa giờ lần đầu tiên ăn tôm mà nó ngon như vậy luôn á. Cái mặt rất là thấy thương luôn. Thiệt. Em bây giờ em thiệt là nếu mà để mà đặc tả con tôm này mùi vị nữa nào em không quan tâm nữa. Em thấy là con tôm này nó chứa đựng một cái sự nhân văn nên nó ân tình nào mà con tôm này đã. Đúng rồi. Cái nước sốt của trên dây á ngon, nó vừa rồi. Chúng ta kết thúc một vòng này tại đây. Đấy, chưa ăn đâu hả? Nhanh nhãn vlog tao ăn. Buổi tập này sao tuyết nhiều dữ vậy? Lạnh buốt hả? Tao lâu nghe nói gì cái chống lưng nó dựng liền. Thích canh liền nhá. Thích canh nè, sashimi nè. Để lên cái chén này nè. Dạ, cảm ơn anh. Đây nè. Anh Hoàng nè. Ừ. Ôi, múc miếng bự quá vậy. Mình có cần phải nặng tay vậy không? Cho bỏ. Bao nhiêu ăn hết á. Con tôm nó vẫn giòn lắm nha. Phải chấm cho. Chấm cái gì nữa? Mến thương luôn kìa, đúc nhau ăn. Trời ơi, quá đi. Tình người mà, tình người mà, tình người. Nhìn kìa, trời ơi. Trời ơi. Nè, chia ngọt sẻ bùi. Cả nó rất hòa quyện với nhau. Đậm đà mặn mà. Rồi ăn cho bớt khẩu nghiệp nha con. Ăn cho bớt đem những sự tiêu cực về khẩu hình nha con. Thật sự để được cái bữa ăn này là nhờ Tý, là nhờ Duy á. Còn em là không có đâu. Sao Tý? Không. Mà nói thật là từ trước giờ em ăn thịt tôm cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chia sẻ mọi người là em được ăn tiết canh tôm.
nó vị nó vừa ngon ngon mà cũng lạ lạ, nhưng mà chắc phải thử thêm miếng nữa. Vậy bây giờ còn giỏi không? Không ạ. Không, nói vậy thôi chứ ai giỏi. Không ai giỏi đâu, có mình Hoàng à. Nói gì tôi cũng được, bây giờ tôi cho tôi ăn đi. Rồi, hôm nay kết thúc tại đây. Ăn đi kệ. Thôi ăn chung đi. Ăn đi em, đây là chương trình thí điểm thực mùa mới, nói chuyện phải mắc cười nha. Đúng rồi, đúng không? Bởi đây là bộ tập vui vẻ nha. Trời ơi, em cảm giác tới khúc này nó tuyên như kiểu mày giống tình thương á. Lẽ không đổ tương vậy. Này, ui dồi ôi. Và dĩ nhiên thưa quý vị là ở vòng thứ tư, là vòng cuối cùng, chúng tôi sẽ mang đến nhiều món ăn đường phố hoặc là những món ăn nổi tiếng, những món ăn đặc sắc từ nhiều nơi mang về chương trình thi điểm thực. Và bây giờ là vòng thứ tư, xin mời. Thưa quý vị, là Lưu Minh Hữu là ngày xưa là học nhạc viện phố à? Đúng, đúng, đúng. Khoa nào? Thanh nhạc. Nhưng mà ngày xưa là hát nhạc gì? Nhạc đỏ. Hát thử đoạn nè. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn quá mang dân. Thôi đừng hát bài đó thì. Nhưng mà em có một ý kiến, đó chính là Lưu Minh Hữu có khả năng hát opera cực tốt luôn. Thử à? À, cái này là không được. Ờ, đúng không, đúng không? Làm lại thử lại nha. Thế nào? Thì nghĩ luôn đi cho nó đúng bài. Nghĩ luôn, nghĩ luôn. Caromio Ben, Caromio Ben. Mio papino caro, ora si è vero, vero, vero. Hơi xét một tí. Không. Được chưa? Đó, đó là giọng ca của một người học ăn học đàng hoàng, mà quan trọng là có ăn. Còn bây giờ giọng ca của một người thiếu ăn. Tôi là không ăn không học luôn đó. Không. Cái chuyện thiếu ăn thiếu học nó, cái bữa nay mình cũng bị thiếu ăn. Bây giờ sẽ được ăn, tất cả được ăn hết. Ăn gì anh? Yeah. Món gọi là mì lửa. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình thi đua ẩm thực. Mình là Trần Văn Thương, biệt danh của mình là Black Chef. Hiện mình là chủ quán của quán mì lửa. Và cái quán của mình đặc biệt là cũng là cái món mì lửa do mình chế biến ra. Xưa ở dưới Cần Thơ lên đây thì không quen biết ai hết. Thì chỉ có cái nghề phụ bếp thì mới làm ra tiền thôi. Cho nên là mình cứ nghĩ là mình vô đó để mình làm, để mình kiếm tiền, để mình nuôi sống bản thân. Chứ mình cũng không có nghĩ sâu xa về cái nghề này. Thì làm sau một vài năm đó thì bắt đầu mình làm giỏi, và bắt đầu cái mình lên mình làm những cái khâu nó quan trọng hơn, thì bắt đầu lúc đó mình cảm thấy là cái nhà bếp nó hợp với mình và mình đeo đuổi cho nó tới bây giờ. Lúc mà mình nghỉ làm thì bắt đầu là mình thất nghiệp á, thì mình cái lúc đó mình bị chết á. Thì cái lúc đó mình nghĩ là mình chả biết mình mở cái gì nữa. Mình đi ăn xong rồi mình giờ mình suy nghĩ là mình không muốn cạnh tranh với bất cứ một người nào, thậm chí là người đó sát bên gian hàng bên mình đi nữa. Thì mình mới nghiên cứu, mình chế biến ra những cái món ăn mà gọi là cho riêng mình. Trước tiên là làm cho mình, thứ hai nữa là mình không muốn cạnh tranh với ai. Thì tới cái lúc đó thì mình cũng thấy là nó còn thiếu cái gì. Thì mình mới suy nghĩ tới mình làm một cái tô mì. Rồi xong rồi mình nghĩ là mình sẽ làm cái tô mì lửa đó để cho thu hút được khách thôi. Chứ mình gọi là cái điểm nhấn cho quán và thu hút được khách vô. Cái tô mì lửa đó mình bán thật sự là nó không có lời. Và những cái công đoạn nó làm rất là cầu kỳ. Đầu tiên là phải kéo con mì. Rồi sau đó nó rồi bắt đầu á mấy là kết hợp với nhau mới làm ra tô mì. Rồi nó rất là, ví dụ như nó có lường ngỗng sông khói bắp bò, rồi tất cả những cái rau mùi. Thì làm một cái tô mì đó nó chạy ra là hơn 10 phút, cho nên là mình không bán nhiều được. Thank you.
Chào anh ạ. Anh khỏe bình thường. Chào anh. Thấy chưa, những người mà lịch sự ta hay cào chào vậy lắm. Hey. Anh có thể giới thiệu sơ về món ăn của mình không ạ? Món mì lửa này thì đầu tiên là về cái tôm mì mình sẽ kéo ở đây. Dạ. Yeah. Trực tiếp cho khách xem. Dạ. Yeah. Thứ hai nữa thì những cái gia vị nó bao gồm những cái ví dụ là lường ngỗng sông khói, rồi bắp bò, rồi ví dụ như là một số mà đồ nó đi theo. Dạ. Yeah. Thì cái món này là cái món của em chế ra. Anh sáng tác ra, xin mời anh. Dạ. Bây giờ anh sẽ kéo mì tại đây và chúng ta sẽ trực tiếp nhìn. Học trưởng ơi, tụi em lên nhìn được không? Muốn tận một sở thị. Nhìn thoải mái. Lên coi anh múa coi sao. Mì lửa có nghĩa là mì sẽ bốc lửa nha mọi người. Một cái trứng bỏ vào đây để nấu nước lèo. Dạ không. À, luộc mì trong trứng này cho nó béo. Hay là anh cho nó nổi lên xong anh vớt cái đó ra anh bỏ cho tô. Dạ. Dạ đúng, sau 3 lần chúng ta đúng. Này để coi, để coi. Hoàng bưa nó lăn xăng ra lát không có cái ăn nha coi. Mình học ngày tí. Mì tươi tại chỗ nha. Ở mỗi lần khách vô ăn là mình cũng tự nhào tại chỗ vậy luôn hả sao anh? À, không, anh tùy theo. Cái này quay hình này quay cho đủ shot cho anh. Chứ còn khách tới đứng nhào mì nào mới có cái ăn anh. Thì đó, nếu mà khách tới mình đứng nhào mì thì ngày bắt được 4 tô. Ủa mà đúng thiệt á anh, đúng không anh? Một ngày anh chỉ có giới hạn số lượng tô mì lửa của mình thôi đúng không? Dạ, một ngày bà giới hạn bao nhiêu tô anh? Dạ 10 tô. 10 tô thấy mọi người không? Wow. 20 tô mì lửa thôi nha. Anh một tô nhiêu tiền anh? Dạ 60 ngàn. Một ngày 10 tô là một ngày bán được 600 nghìn. 10 người sớm nhanh tay nhất. Chất lượng hơn số lượng. Sau đó trừ chi phí ra. Mình còn lời không? Dạ không có lời. Không có lời vậy làm chi trời? Em biểu diễn để em bán những cái món khác anh. À, biểu diễn thì bán món khác. Anh cứ làm mì thôi, đừng bán cơm nha anh. Em bán cơm, bán hủ tiếu đầy đủ rồi. Trời ơi, anh đối thủ của em luôn á. Anh thương sao anh không mua thêm 10 cái tô nữa để mình làm 20 tô một ngày anh? Tại em bán không có lời cho nên là em không có bán nhiều. Thật ra cái này là anh biểu diễn cho mọi người xem. Bởi vì cái món này anh tự hào anh chế ra và anh muốn biểu diễn cho mọi người xem chứ không có lời. Ủa rồi một ngày mà cái giờ mà anh biểu diễn là giờ nào anh? Khoảng mấy giờ anh biểu diễn? Buổi trưa là bắt đầu em kéo mì. Ví dụ tối hết thì em sẽ kéo thêm. À, quý vị phải hiểu rằng là ẩm thực là đôi khi phải có cái đam mê nữa. Dạ. Chứ những người không có đam mê vô dạy không được. Thấy anh Hoàng có vẻ như là đang hứng thú đó. Không, Hoàng thì không có mê mà Hoàng hay ăn cắp giặt lắm. Trời ơi, mất cái gì nha anh? Em coi, em học hỏi kinh nghiệm để làm sao giặt đồ cho nó sạch và khô. Anh, một ngày là anh dành bao nhiêu tiếng cho cái công việc ẩm thực anh? Dạ, có khoảng 6 tiếng à. 6 tiếng cho công việc buôn bán. Tại em làm bánh mì rồi nữa. Là anh cả ngày anh làm rồi chứ. Anh phải chuẩn bị nguyên liệu tùm lum chứ. Buổi sáng. Rồi thời gian đó mình tỉa rau anh. Dạ. Cái này, cái gì? Em thấy cái hàm rau mà anh rất là chăm chút luôn á. Cách đó. Hồi nãy em cũng để cái hàm rau ảnh á. Ria ria nó là ria. Rất là đẹp. Ria. Em tưởng tượng giống như là những đầu bếp bên Ấn Độ vậy đó. Không, phong cách này giống như của Thổ Nhĩ Kỳ hơn. Nhưng mà anh có học hỏi cái phong cách này ở đâu không anh? Ở nhà hàng nào không? Dạ không. Anh tự làm luôn. Wow. Tự nghĩ ra luôn đó. Họ gọi ăn uống là nghệ thuật vì đúng người rồi. Đầu bếp là nghệ sĩ đúng không, chỉ màu sắc kèm gia vị mà vừa lòng tất cả mọi khách quý. Hay quá. Hy vọng với Ngộ Hưng Rap vừa rồi thì Quốc Anh sẽ được ăn. Chứ nãy giờ anh thấy đầu giờ anh thấy em hơi hẻo, tội em, anh thương lắm. Ở đây mình có 7 người rồi, hết 7 tô rồi đó. Vậy là ngày hôm nay anh còn bán 3 tô nữa thôi anh dừng rồi đó. Hoàng nói nhiều quá nó không được ăn nha coi nè, coi nè. Đây là bộ tập vui vẻ à. Dạ. Ủa, em chỉ thuyết minh thôi mà. Đâu phải hài độc thoại. Chính nó ra màu vàng nè mọi người. Vẫn chưa thấy lửa nha mọi người, đợi chút nha. Và anh làm 7 tô thiệt luôn hả? Một tô thôi à? Em làm một tô. Rồi sao chia 7 hả? Lẽ hồi em xỉu, tại em đói quá.
Ủa anh bình thường là một cái phần anh bán là một tô nó to vậy luôn á hả? Không phải tô nhỏ hơn. Bắp bò. Trời ơi, bắp bò mà tảng tảng luôn kìa. Nhìn đã sợ. Bò này có tập gym chắc luôn. Đúng rồi, ngày anh bán 6 tô đúng rồi. Có khi anh Mười Khó đang nghiên cứu một công thức mới cho menu của ảnh. Dạ không ạ, à, không bán mì, chỉ bán cơm. Bán 6 tô ngày, không có tiền của nhân viên. Chuẩn bị lửa nè. Đó, giờ thấy lửa đó. Trời ơi. Vậy luôn á hả? Anh bắn nước mà nó nổ cái chảo nó lủng luôn mà. Ghê thiệt. Nồi lừa lên em. Nóng nóng, không nóng hả anh? Thật là may mắn khi được thưởng thức món này. Dạ mời anh ngồi chơi tụi em vui. Dạ, cảm ơn. Đây em xin phép nha. Sao anh, nước lèo sao anh? Ngọt ngào, thanh đạm, dùng. Thôi con dâu trong nhà phải gấp hết cho bên nội bên ngoại chứ. Vậy hả? Dâu gấp cho mấy má thì vô. Mấy chú mấy khí thường đâu rồi. Phát cơ đau luôn. Con bé nó trưởng thành chưa, gấp mì để giờ gấp chưa xong vậy. Thì gấp mì còn lâu hơn ảnh nấu nữa. Đây, ngồi xuống đi. Ăn trứng không? Dạ có. Ăn trứng nè. Tô có con cây trứng à, nhường luôn cho người đẹp. Nãy giờ không ăn đó. Không thấy nhường đó mà. Đó, thấy không? Chân chuyên nghiệp đó, mì là phải xoắn xoắn quẩy như vậy đó. Ấy da. Bớt xào đi. Cảm ơn tập trưởng. Enjoy. Wow. Thank you so much. Rồi các bạn, go. Nãy giờ nhỏ mới được ăn á. Ăn đào sống luôn á. Em mời mọi người nha. Rồi. Trưởng. Ăn đi em. Thịt bự quá rồi, tôi phải cắt cho anh Di cá mới được. Không. Đủ rồi. Trời ơi, anh ăn thử miếng bắp bò đi. Đây anh đang ăn nè. Ủa vậy hả? Đó là thịt ngỗng. Còn cái bắp này nó mềm lắm nè, thấy không? Sắn bằng đũa mà nó còn tan ra luôn nè. Thôi được rồi, Hoàng ăn đi. Anh no lắm rồi thiệt á. Không nhận anh còn mì tươi nó ngon. Dĩ nhiên anh còn mì tươi nó ngon hơn. Ăn nó mềm miệng lắm. Bé Bảy là già khí thế luôn. Biệt danh của Lý Bích Hữu là chị Bảy nha mọi người. À. Đó. Không biết hả? Không biết. Sao có tên chị Bảy vậy? Không biết luôn. Xạo quá. Thì là cái bài mà Nguyễn Đình Vũ viết là viết cho Hữu hả? Chị Bảy đi con Bảy à. Bảy ơi á. Không phải. Lên đi chị Bảy ơi hả? Không phải. Em lên quá chị Bảy ơi. Tại nói nhiều thôi mà, nói gì đâu. Ngày hôm nay cảm ơn anh Thương rất nhiều, anh đến anh làm đồ ăn. Nhìn vào cách làm cũng biết là người ta tâm huyết với cái món của người ta như thế nào. Không mì mềm, tươi. Không, thật sự ừ. Là với em thì để cảm nhận cái độ ngon á thì chắc em ăn hết cả tô cơ. Nhưng mà cái điều đầu tiên em cảm thấy rằng là nó lạ miệng. Vì từ trước giờ em chưa được ăn đúng món rồi, này cả đúng. Lạ rồi. Miệng thật sự. Vậy là cái khẩu vị ăn của em trong Sài Gòn em sẽ có thêm món này nữa. Ngoài cái mà hủ tiếu gì mà nãy em nói. Dạ vâng, thì đúng là sau vài năm, 3-4 năm kia em mới chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh em ở. Thì cái menu ẩm thực của em thì cũng lên được khá là nhiều. Đây là chương trình vui vẻ à? Vui vẻ hả? Cắt đoạn đó nha. Bình thường là không bao giờ thích ăn hành. Mà không bao giờ thích ăn rau. Nhưng mà đặc biệt cái tô này là ăn được hết. Tại vì do cái vị ở trong này nó không có bị đậm về cái chất gọi là hành. Nó làm cho mình cảm thấy nó hăng hăng. Mình không có cảm giác đó. Mà nó tất cả đều hòa quyện lại nhau. Mà ăn nó cảm giác là không có bị nghe cái mùi hành quá nhiều hay rau quá nhiều. Bộ tô vui vẻ, bộ tô vui vẻ. Đại khái là mình rất là thích món này. Do là thứ nhất là mang lại cho mình vâng, cảm nhận vô cùng xúc tích ạ. Ba tiếng hồ mới xong một lời cảm nhận. Cảm ơn. Qua con mắt đó nó hành quá nên giờ cái mùi hành không còn nữa. Không, nhưng mà em thấy Hữu vậy là rất là chân tình đó anh. Chân tình mà. Tại vì nãy anh Hương làm bao nhiêu thời lượng là Hữu nhận xét lấy đúng bao nhiêu thời lượng luôn. Là cho nó bằng cái tô luôn là sẽ ok. Tấm lòng của Hữu bao la lắm. Ăn nãy giờ ăn từ đầu tập đến giờ chưa no luôn, ghê thiệt. Còn đây là tấm lòng của chương trình. Gửi món quà tặng cho anh để làm kỷ niệm với chương trình. Dạ.
Ủa tay anh Trần Văn Thương nè. Cảm ơn anh. 60.000 anh. Tổng trưởng mà sẵn ngân phiếu luôn, ghê thiệt. Chúng ta nghiêng mình cảm ơn anh. Đứng lên chào nè. Đấy. Cảm ơn anh. Cảm ơn Đức sinh thành. Cảm ơn anh. Rồi, vỗ tay. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Thương nhiều. Xin chào. Bây giờ nè, chúng ta sẽ lấy quà số 2 và số 1 là của Lương Minh Hữu nè. Yeah. Rồi số 3 là của bên Đậu Duy nè. Để lại chứ để lộn nè. Trời ơi, uống lá chuối nữa chứ. Đây, của mình, trước nè. Bột thọc lá chuối kem luôn. Để tí mở, tí này nó thắng mà. Rồi. Tí mở. À. Nhường tí á. Thanh chị tới. Kết quả dù ra sao thì mọi người cũng hãy đừng trách nha. Ủa, có ghi lộn không nè? 50 à? 50 hay là... 50 triệu hả? 500 ngàn. Cho thấy có 500 ngàn mà. 500 ngàn hả? Cảm ơn anh. 5 triệu đồng xin chúc mừng. Yeah. Hay quá. Trời ơi, sao mà hay quá vậy? Wow, hay quá. Hai triệu đồng. Dạ. Yeah. Cái này còn lại chắc chắn là 3 triệu đồng. Wow. Yeah. Hai đôi đều được ăn và được chia tiền đều luôn, rất trùng hợp. Hay quá. Còn bây giờ chúng ta thưởng nào. Đây, của mình 3 triệu nè, một cái 2 triệu nè, mình là 5 triệu đồng. Yeah. Bây giờ ngày hôm nay được ăn hết tất cả mọi món. Rồi được chơi vui vẻ, được tiền mang về, chia đều cho hai bên luôn. Quá đẹp. Quá đẹp trời. Nhưng mà tụi em đâu có được ăn tất cả đâu. Vậy là nhiều rồi cưng. Ok. Ừ. Vui nha. Dòng đầu mà đâu được ăn tôm bùi đi hả? Dạ không. Dòng hai cũng không. Dòng hai có ăn tôm càng. Là trong dòng cuối đó, cái dòng mà dòng mình cuối mình đã vớt giác được miếng đó. Thì đó. Bên kia no quá, ăn không hết. Chuyện qua đây. Chán chê rồi. Chán rồi. Thôi nói chung là có chơi có ăn là vậy vui rồi. Vậy là vui rồi. Thưa quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Cảm ơn rất là nhiều quý vị ạ. Đây là chương trình Thiên đường ẩm thực do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ hàng tuần trên HTV7. Xin chân thành cảm ơn nước mắm Clement đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Số 2 lên. Số 2 kìa. Đây đây đây. Không qua đây. Không qua đây. Không qua đây bắt nè. Gì ông từ từ. Em không chí rồi. Còn có đứa tụi. Lại đi thôi. Cho em một cơ hội nữa đi. Anh Giang cho em một cơ hội nữa đi. Mình có chơi không? Miếng đầu tiên cho anh Khương đi nha. Anh là người đã cho em bữa ăn này. And we split up. Though I still need ya. Nước mắm Colorman, đậm đà hương vị truyền thống.